Tu chân tứ vạn niên chương 1006, tổ chức thiên hỏa đang hành động. Huyết yêu giới, Kim ô quốc. Với tư cách quốc gia khống chế thiên vực vũ tộc, phong mạo thành thị Kim ô quốc hoàn toàn khác với sáu cường quốc đứng đầu như sư đồ quốc, u tuyền quốc. Quốc thổ Kim ô quốc nằm giữa vùng núi gập ghềnh và sông lớn giao thoa tiếp giáp với huyết yêu giới. Ở mảnh đất hoang vu này, ít người lui tới, đến cả giả thú cũng khó mà vượt qua, chỉ có chim chóc và vũ tộc mới có thể tự do rong ruổi trên mảnh đất này trên đó sinh trưởng một loại thực vật đặc thù là kim ô một kim ô một được xưng thuộc hệ thần thụ kiến một trong truyền thuyết từ thời đại hồng hoang cao nhất có thể đạt tới mấy ngàn thước rễ cây bao trùm mấy chục km còn được xưng là một cây thành rừng ba bốn gốc kim ô một mọc quanh một nơi thậm chí thành là một mảnh rừng nhiệt đới rậm rạp xanh ung kim ô một chẳng những có thể dùng bộ rễ thông xuống lòng đất mấy ngàn thước để sưu tập chất dinh dưỡng còn có thể thông qua lá cây đầy những lỗ siêu nhỏ sưu tập linh khí thiên địa tụ tập linh khí mỏng manh trong phương viên mấy trăm dặm xung quanh kim ô một hơn nữa còn sinh trưởng ra kim ô quả có giá trị tu luyện cực cao cư dân kim ô quốc lấy kim ô một cao mấy ngàn thước làm cơ sở dựng nên thành thị lập thể thiên nhiên bọn hắn xây dựng phòng ốc hình xào trên kim ô một đồng thời cũng cấu trúc các loại phù không sơn và phù phong trận trên kim ô một để lợi dụng năng lượng gió. Kim ô một chính là cơ sở sinh mạng của vũ tộc, ngay cả quốc danh kim ô quốc cũng từ đó mà ra. Giờ phút này, tòa thành trấn do ba cây kim ô một, một tòa phù không sơn tạo thành, tên là Hạo tang đang hừng hực thiêu đốt trong tử hỏa yêu dị. Giữa cành lá đang xen của kim ô một, vô số vũ tộc cấp thấp mặt xanh răng xanh, sườn mọc hai cánh đang chém giết cùng một ít vũ tộc cao dai khuôn mặt tuấn mỹ quanh thân tản ra lưu quang màu ám kim tiếng giết vang rền gầm rú như sấm thậm chí có một cây kim ô một bị liệt diễm và nổ tung kịch liệt xung kích ầm ầm sụp đổ vạn tuế lúc đại thụ sụp đổ yêu tộc cấp thấp quần áo tả tơi phát ra khỏi tiếng gầm rú ầm vang hỗn độn đại thần vạn tuế trường diện bạo loạn tương tự gần như đồng thời bộc phát trong mấy chục tòa thành trấn của kim ô quốc đây là dư ba từ huyết nhận chi loạn. Tùy theo vô loạn thành bị công phá, phản loạn, hỗn độn chi nhận cùng ào náo động nhất thời tự hồ đã thu cờ ngưng trống, toàn bộ tổ chức hỗn độn chi nhận đều bị đã kích nghiêm trọng. Ngay cả thân phận thủ lĩnh, hỏa nghĩ vương, cũng bị công khai, không thể không lạc hoang mà chạy, náo mình trong bóng tối. Mắt thấy, huyết nhận chi loạn đã hoàn toàn bị trấn áp. Nhưng giống như là hồi quan phản chiếu, tổ chức hỗn độn chi nhận trước khi tan thành mây khói vẫn vùng vẫy giải chết, dốc hết lực lượng cuối cùng, phát động phản kích mang tính trả thù ở quê nhà của thống soái liên quân vạn yêu kim đồ dị. Giờ phút này, toàn bộ tinh nhuệ bốn đại yêu quốc đều tập kết ở huyết yêu chi nhãn, là thời điểm lực lượng trong nước yếu ớt nhất, quả nhiên bị hỗn độn chi nhận đánh lén đắc thủ. Chỉ trong mấy ngày đã cuộn lên một cổ thanh thế không nhỏ. Có điều, ô hợp mãi mãi chỉ là ô hợp, Kim Ô Quốc thậm chí không cần điều tinh nhuệ quay về từ huyết yêu chi nhãn, chỉ cần tập kết quân chính quy trong nước, đại quân trấn áp, bạo loạn thanh thế nhìn như to lớn liền bị diệt. Chỉ là không ai biết rằng, trong lúc loạn hỏa huyết nhận chi loạn đốt cháy vô số thành trấn, còn có một tổ chức đáng sợ hơn hỗn độn chi nhận gấp trăm lần chính đang âm thầm hành động. Đó chính là tổ chức thiên hỏa mới ra đời. Ba chi tiểu đội đặc thù dưới trướng tổ chức thiên hỏa, nộ diễm, bạo triều và kích điện, dưới sự yểm hộ của huyết nhận chi loạn, đã thần không biết quỷ không hay tìm nhập từng thành trấn kim ô quốc. Cốt cát của ba chi tiểu đội này chính là bộ đội tinh nhuệ nhất trong quân liên bang và liên quân vạn yêu, lại thêm hạch tâm hỗn độn chi nhận mà hỏa nghĩ vương dùng mấy chục năm dạy dỗ bồi dưỡng, thực lực bình quân của bọn hắn xa xa áp đảo tinh nhuệ bình thường. Càng đừng nói gì tới quân chính quy tầm thường vốn không có tư cách đi huyết yêu chi nhãn. Trong tình trạng tinh nhuệ vũ tộc đều được phái tới huyết yêu chi nhãn, ở trong kim ô quốc, bọn hắn quả thực như vào chỗ không người. Lúc khuyết nhận chi loạn, tráng phóng ra hào quang sau cùng, bọn hắn đã sưu tầm được mục tiêu cho riêng mình ở từng thành trấn kim ô quốc. Bá Trong hạo tan thành, một chi phân đội nộ diễm do bảy tên tinh nhuệ tổ thành vô thanh vô tức lẻn vào một tòa biệt thự hình sào được xây dựng trên kim ô một. Toàn bộ lực lượng phòng vệ trong hạo tan đều đang bận ứng phó xung kích từ bạo dân còn chủ nhân biệt thự này thì đã sớm rời khỏi thành đi tránh nạn. Bảy đạo huyền quang màu xanh nhát bắn ra từ đỉnh đầu bảy tên chiến sĩ, sưu tra từng ngóc ngách trong biệt thự. Lấy xong vân tay. Sưu tập được 122 chiếc lông vũ rơi rụng. Tư liệu sinh hóa trong đầu đều đã phục chế xong. Tìm được một gian phòng bí ẩn, tất cả tư liệu đều được phục chế. Được, 30 giây sau, trút lui theo lộ tuyến số 2. Rất nhanh, chi tiểu phân đội như u hồn này đã rút ra khỏi hạo tan thành ngụy trang thành bạo dân bị quân chính quy đánh tan bay vào trong đêm tối mênh mang từ đầu tới cuối bọn hắn không để lại dù chỉ một dấu chân không ai biết bọn hắn từng tới đây thiên vũ thành một trong những thành trấn lớn nhất kim ô quốc học viện thiên vũ nổi danh của vũ tộc cũng tọa lạc ở đây nơi này là trung tâm nghiên cứu tất cả kỹ thuật truyền tống trận của huyết yêu giới song cũng bị cuốn vào lốc xoáy trong cơn điên loạn cuối cùng của huyết nhận chi loạn khi quân chính quy vũ tộc bận rộn trấn áp bạo dân thành viên tiểu đội kích điện đã như từng sợi u hồn lẻn vào cơ sở dữ liệu và bệnh viện trực thuộc học viện thiên vũ danh sách toàn bộ chuyên gia kỹ thuật tinh thông truyền tống trận đã sưu tập xong mẫu thử huyết dịch và tư liệu mắt đã thu thập xong số liệu âm thanh và hơi thở đã thu thập xong rút lui. Ở phong Ninh Thành, Thiên Thủy Thị, trong mấy chục tòa thành trấn lớn nhỏ của Kim Ô Quốc, trong ba ngày nay những chuyện tương tự nhiều lần phát sinh. Hoặc là lượng lớn số liệu vân tay và âm thanh của vũ tộc bị lấy đi, hoặc là không ít tư liệu nhìn như bình thường bị phục chế, thậm chí một ít vũ tộc còn bị thôi miên thẩm vấn. Giữa lúc huyết nhận chi loạn cuộn lên phong ba đầy trời, những chuyện này chỉ được coi là chút sóng gió không đáng kể, căn bản không mấy ai để ý. Ba ngày sau, cách siêu cấp truyền tống trận Huyết Yêu Chi Nhãn 950 km về phía tây, ngoại ô thành trấn Huy Dương Phủ, Sư Đồ Quốc, trên bầu trời xám xịt, một chiếc chiến hạm vận tải sinh hóa do hài cốt, cự linh lam kình, chế thành đang lười nhát tuần tra tới lui. Chiếc chiến hạm vận tải sinh hóa này có vẻ đã lâu không được đưa đến xưởng đóng tàu tiến hành bảo dưỡng, xương cốt được cường hóa bao trùng ở bên ngoài đã xuất hiện không ít khe nứt, cốt cách nằm giữa màn da và giáp sát đã có biểu hiện hư thối tản mát ra mùi thối cực gây mũi. Thậm chí hấp dẫn không ít loại côn trùng như trùi thấu xương bay loạn quanh đó, phát ra tạp âm ông 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 ông, khiến người buồn nôn không thôi. Chợt nhìn, đây là một chiếc thuyền hàng đường dài cực bình thường, được một ông chủ lôi thôi điều khiển, chở theo là một ít hàng hóa thậm chí rác rưởi không đáng tiền. Nhưng mà, dưới lớp vỏ loang lỗ, có biểu hiện hư thối kia lại là một chiếc chiến hạm yêu ma siêu cao tốc tiên tiến nhất, cũng là quả to trên cây duy nhất còn sót lại của tổ chức hỗn độn chi nhận. Lớp vỏ cường hóa bày đầy vết trạng và tầng da hư thối bên ngoài, tất cả đều có thể lập tức bong ra, hiển lộ thân thể giữ tận kiện tráng như cá mập ăn thịt. Lúc này, trong chiếc chiến hạm siêu cao tốc được mệnh danh là hỗn độn số, cao tầng của tổ chức thiên hỏa đang tụ lại một nơi. Nơi đây cũng trở thành trung tâm chỉ huy của chiến dịch phá hoại huyết yêu chi nhãn. Lúc Kim Tâm Nguyệt bước vào cầu tàu, hàng đồ hổ và sách siêu long đang xì xào bàn tán. Hai tên này ngày xưa là cựu định sinh tử trên chiến trường, lại bởi những dị biến không tưởng liên tiếp xảy ra mà bị ép liên hợp với nhau. Ngay từ đầu, cả hai đều đã nhìn đối phương không vừa mắt. Nhưng trắng răng liên hợp huấn luyện một hồi, đợi khi chứng kiến thủ đoạn của đối phương dần dần thi triển ra, ngược lại sinh ra cảm giác như là tri kỷ. Tuy nói hai chữ bằng hữu nghe có vẻ hơi buồn nôn, nhưng bọn hắn đều đã công nhận năng lực chuyên nghiệp của đối phương coi là đồng bọn đáng để tin cậy hai người vốn đang tổng kết được mất trong loạt hành động sắp tới đây là chiến dịch đầu tiên của quân đoàn thiên hỏa tuy dùng để đối phó bộ đội trị an thứ thấp hơi có chút đại tài tiểu dụng nhưng hai người vẫn dốc hết tâm tư soạn ra phương án chu đáo chặt chẽ nhất song trong quá trình hành động lại bộc lộ ra một loạt vấn đề kim tâm nguyệt xuất hiện cắt đứt trao đổi giữa hai người hai người liếc nhau trong mắt đồng thời toát ra vẻ kinh ngạc dù bọn họ đã hợp tác được vài ngày nhưng đây là lần đầu tiên bọn hắn tận mắt nhìn thấy kim tâm nguyệt chỉ là danh tiếng nàng sớm có nghe qua như sấm bên tai sách siêu long thì không cần phải nói hắn thân là quý tộc sư đồ quốc nên không mấy xa lạ với vị thánh nữ vạn yêu điện kim ô quốc này hắn biết rõ người gọi là thánh nữ vạn yêu điện chính là kết hợp thể giữa gián điệp âm hiểm nhất và thích khách lãnh khốc nhất là yêu nữ trong yêu nữ thường thường mà nói, tốt nhất ít gặp thì hơn. Hàng đồ hổ cũng tương tự. Tinh diệu liên bang có thành lập cơ sở dữ liệu chuyên biệt đối với cường giả trong huyết yêu giới. Đặc biệt loại nhân sĩ chuyên nghiệp am hiểu ngụy trạng, đột nhập và thăm dò như Kim Tâm Nguyệt, rất có khả năng lẻn vào thiên nguyên giới, thế nên hắn đương nhiên có đọc qua tư liệu về Kim Tâm Nguyệt, đối với yêu nữ mức độ nguy hiểm bị đánh giá là năm sau này, ấn tượng của hắn rất sâu. Mái tóc dài của Kim Tâm Nguyệt được búi lên cao cao, dùng một miếng vòng vàng do lý diệu luyện chế buộc lại một thân áo da đen bó sát người tôn lên đường công mê người eo đeo chủy thủ chân mang giày đế sắt đi đường phát ra tiếng giòn vang cùng cột càng nổi bật lên bộ dáng cao ngất nhanh nhẹn sau khi tìm được đạo tâm trong vô hình nàng tản mát ra khí tràn cường đại ép cho hàng đồ hổ và sách siêu long đều có cảm giác thoáng ngưng trệ dù là ở trước mắt hỏa nghĩ vương hai người cũng không rơi xuống hạ phong như thế con gái thống soái liên quân vạn yêu quả nhiên không giống bình thường Lý Diệu đúng là không thể tưởng tượng, sao lại có cách thu nữ nhân như vậy làm đệ tử, hoặc nhìn còn một lòng một dạ theo hắn. Hàng đồ hổ và sách siêu long liếc mắt nhìn nhau, lần nữa cảm khái về thủ đoạn của Lý Diệu. Sau lưng Kim Tâm Nguyệt, Lý Diệu và Hỏa Nghĩ Vương đang vừa vùi đầu nghiên cứu bản đồ kết cấu, huyết yêu chi nhãn, vừa sóng vai đi tới. Sư Tôn Khí thế Kim Tâm Nguyệt lập tức thu liễm không còn chút nào, tất cung tất kính thi lễ nói. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV không ngẩng đầu lên mà tiếp tục nghiên cứu bản đồ kết cấu rắc rối phức tạp, làm dấu tay nói. Thời gian có hạn, giành giật từng giây, mọi người sau khi tan học hẳn từ từ giới thiệu, trước học A. Vâng, Sư Tôn. Kim Tâm Nguyệt thông qua tinh não cỡ nhỏ kích phát ra hơn 10 đạo quan mạc, chậm rãi nói cho hàng đồ hổ cùng sách siêu long. Tư liệu liên quan tới mối liên hệ giữa kế hoạch xích triều và kế hoạch bào tử chắc hai vị đã rất quen thuộc, muốn ngăn cản kế hoạch xích triều và kế hoạch bào tử cách duy nhất chính là hủy diệt huyết yêu chi nhãn đây là phương pháp rút củi dưới đáy nồi căn bản vì hủy diệt huyết yêu chi nhãn chúng ta dốc hết toàn bộ thực lực tổ chức thiên hỏa vào trong lần hành động này mật danh hành động lần này là trác nhãn trong hành động trác nhãn thầy của ta sẽ cùng hỏa nghĩ vương lẻn vào huyết yêu chi nhãn còn ta sẽ cùng hai vị ở trong hỗn độn hào điều hành và chi viện mấy ngày vừa qua Lúc hai vị thống soái dùng quân đoàn Thiên Hỏa chấp hành nhiệm vụ bí mật, ta và lão sư cũng lẻn đến gần khu vực huyết yêu chi nhãn, sưu tập được lượng lớn tình báo, hơn nữa ta còn thông qua con đường bí mật, sưu tập được tình báo từ trong Kim Ô quốc, chúng ta định ra kế hoạch đột nhập sơ bộ. Sau đây, ta sẽ nói rõ toàn bộ trình tự hành động trách nhãn với các vị, trong quá trình giảng nếu có chỗ nào không rõ, các vị cứ đặt câu hỏi, đừng hàm hồ bất kỳ chi tiết nào. Kim Tâm Nguyệt thoáng ngừng lại, hai tay biến ảo, trên quan mặt lập tức xuất hiện hình ảnh một mảnh hồ lớn màu máu nhìn từ nhiều góc độ khác nhau. Đây là một hồ lớn diện tích chừng trên dưới 100 km vuông, mặt hồ như biển, sóng xô cuồn cuộn, thanh thế cực kỳ hải người. Kim Tâm Nguyệt nói, chính giữa phiến hồ lớn này chính là siêu cấp truyền tống trận huyết yêu chi nhãn của huyết yêu giới. Theo chúng ta dự tính, 3 ngày sau, cũng tức là ngày 12 tháng 5, tinh nhuệ liên quân vạn yêu sẽ thông qua huyết yêu chi nhãn truyền tống đến thủ đô tinh diệu liên bang thiên đô thị. Hàng đồ hổ vội ho một tiếng, cao mày nói. Vì cái gì có thể nắm mắt chuẩn xác như vậy? Kim Tâm Nguyệt miễn cười, nói. Rất đơn giản. Huyết yêu chi nhãn ở huyết yêu giới và thiên nguyên đại pháo ở thiên nguyên giới đều là siêu cấp truyền tống trận có trình độ kỹ thuật siêu việt ở hai thế giới, cần nguồn năng lực cực kỳ khổng lồ để phát động, không phải đơn thuần dùng tinh thạch là có thể kích phát. Ở thiên nguyên giới, thiên nguyên đại pháo được kiến tạo trên một tòa núi lửa đã ngừng phun dựa vào xung kích từ nham tương trong lòng đất sinh ra lực lượng địa hỏa để phát động mà địa hỏa bạo phát là có quy luật bộc phát nhỏ thì một tháng một lần bộc phát lớn phải tầm năm ba tháng mới có một lần cho nên thiên nguyên đại pháo chỉ có thể sử dụng trong mấy đoạn thời gian đặc biệt thôi hàng đồ hổ là sĩ quan cao cấp của liên bang nghe phương thức vận hành của thiên nguyên đại pháo liền biết đây là thực tế lập tức gật đầu Kim Tâm Nguyệt tiếp tục nói. Ở huyết yêu giới, tình tình cũng tương tự, phải mượn nhờ lực lượng thiên địa mới có thể phát động huyết yêu chi nhãn, khác biệt duy nhất chính là, thứ chúng ta mượn nhờ không phải lực lượng địa hỏa, mà là lực lượng thủy triều. Hàng đồ hổ khó hiểu. Lực lượng thủy triều. Kim Tâm Nguyệt biến ảo thủ thế, kích phát một đạo quan mạch mới, là mô hình quỹ đạo di chuyển của huyết yêu tinh và vệ tinh quanh nó gồm huyết yến, huyết hổ và huyết sa trong quan mạc ba vệ tinh kéo ra ba đạo đường vòng cung khi tụ khi tán phiêu diêu bất định kim tâm nguyệt nói thiên nguyên tinh chỉ có một vệ tinh là thiên nguyệt quỹ đạo di chuyển của rất là ổn định bởi vì lực hút kích phát thủy triều của vệ tinh khá nhỏ nhưng huyết yêu tinh có tận ba vệ tinh không những thể tích lớn gấp 10 lần thiên nguyệt mà khoảng cách từ chúng đến huyết yêu tinh cũng gần hơn gấp đôi ba vệ tinh cực lớn này hấp dẫn nhau quấy nhiễu nhau di chuyển cực không ổn định sinh ra lực kéo cực lớn với huyết yêu giới loại lực kéo cường đại này xé bề mặt huyết yêu tinh thành nhiều mảnh nhỏ cũng tạo thành một loạt khu vực linh từ hỗn loạn cực không ổn định vực có thể nói hoàn cảnh ác liệt khó mà khai thác tài nguyên ở huyết yêu tinh có một phần nguyên nhân từ đấy mà ra chẳng qua lực thủy triều cường đại cũng có thể bị chúng ta lợi dụng thành nguồn phát năng lượng quan trọng huyết yêu chi nhãn chính là một nơi được kiến tạo dựa trên nguyên lý hấp thu lực thủy triều các ngươi xem mỗi tháng sẽ có một khoảng thời gian đặc biệt, khi đó ba vệ tinh huyết yến, huyết hổ và huyết sa sẽ nằm ở góc độ cực vi diệu, giống như tam tinh liên châu. Lúc này, lực hút của chúng với huyết yêu tinh sẽ chồng vào nhau, tác động vào một khu vực đặc thù trên huyết yêu tinh. Khu vực đó chính là nơi đặt huyết yêu chi nhãn. Đây là bản đồ kết cấu huyết yêu chi nhãn. Phiến hồ lớn thần bí này giống như một chiếc vẻo, hoặc cũng có thể coi là vòng xoáy, dựa vào phù trận khắc dưới đáy lòng, lực thủy triều cực mạnh được hút vào vòng xoáy, lại dùng tinh thạch cộng hưởng để tăng cường độ mạnh, cuối cùng anh kích ra ngoài, tạo ra một siêu đại hình hố đen có thể xuyên qua không gian ba chiều trên mặt hồ. Tuy hình thức vận hành của huyết yêu chi nhãn có thể bị thay đổi, nhưng vẫn phải xoay quanh đặc điểm mượn nhờ lực lượng thủy triều, đây là điều không thể thay đổi. Ba ngày sau chính là thời gian quỹ đạo ba vệ tinh gần như thẳng hàng, phóng ra lực thủy triều trong vòng nửa năm sắp tới lần quỹ đạo vệ tinh thẳng hàng này có lẽ sẽ liên tục trong một ngày nói cách khác nếu may mắn hố đen thông tới thủ đô tinh diệu liên bang cũng có thể duy trì một ngày thời gian một ngày đủ để chuyển bộ đội qua đó thế nên ba ngày sau chính là cơ hội tốt nhất để phát động kế hoạch xích triều trong vòng nửa năm sắp tới thậm chí là cơ hội duy nhất hàng đồ hổ hít một hơi khí lạnh vừa nghĩ tới viễn cảnh đáng sợ khi khe hở không gian xuất hiện trên bầu trời thủ đô tổ quốc cảnh tượng quả thực đáng sợ không bút nào tả xiết. Kim Tâm Nguyệt tiếp tục nói. Mấy ngày nay, ta và lão sư một mực quan sát trên đồi núi cách huyết yêu chi nhãn 300 km. Trung quanh huyết yêu chi nhãn nhìn như gió êm sóng lặng, trên thực tế lại mạch ngầm tâm động, chiến hạm vận tải và bộ đội không ngừng từ bốn phương tám hướng tụ tập tới, nhưng tất cả đều biến mất ở sâu trong huyết yêu chi nhãn, yêu khí phát ra dưới mặt đất cũng mãnh liệt dị thường. Phán đoán của chúng ta là, trong lòng đất bốn phía huyết yêu chi nhãn nhất định có không gian cực lớn đủ để dung nạp mấy chục vạn tinh nhuệ ẩn nút mấy chục vạn tinh nhuệ bao gồm toàn bộ cao thủ nhất lưu của bốn đại yêu quốc và mấy chục tòa yêu thành thậm chí kể cả tuyệt đại bộ phận yêu hoàng của huyết yêu giới lực lượng khổng lồ như thế nằm ở chỗ này cường công nhất định là không được hàng đồ hổ và sách siêu long liếc mắt nhìn nhau không ai lên tiếng hai người tự cho mình rất cao trong tình thế số lượng ngang nhau bất luận chống lại chi bộ đội nào của hai giới thiên nguyên và huyết yêu, bọn họ đều tự tin tuyệt không rơi xuống hạ phong. Nhưng mà, tổ chức thiên hỏa mới ra đời, chỉ có bảy tám chiến sĩ, mấy chục vạn tinh nhuệ của người ta đi tiểu cũng đủ dìm chết bọn họ. Huống chi, còn có mấy chục tên yêu hoàng, dù không phải siêu cao thủ nhất lưu như 12 yêu hoàng vạn yêu điện, dù là yêu hoàng cấp thấp bình thường, một khi toàn lực xuất kích, bọn hắn cũng không thể ngăn cản đột nhập vào huyết yêu chi nhãn bị mấy chục vạn tinh nhuệ và vạn tên cao thủ nhất lưu tầng tầng bảo vệ xung quanh, còn phải nghĩ cách phá hủy nó. Khó. 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 Đúng là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Vẻ tuyệt vọng hiện rõ trên mặt hàng đồ hổ cùng sách siêu long. Kim Tâm Nguyệt lại không có vẻ gì là lúng túng, khẽ mỉm cười nói. Nếu cường công không thể thực hiện được, vậy chúng ta đành phải nghĩ cách thẩm thấu vào. Thẩm thấu sách siêu long nhíu mày xuyên qua mấy chục vạn đại quân mấy chục tên yêu hoàng thẩm thấu đến trung tâm huyết yêu chi nhãn có khả năng ư ít nhất sẽ dễ dàng hơn thẩm thấu đến tổng bộ vạn yêu điện kim tâm nguyệt nói vì giữ bí mật mấy chục vạn bộ đội của kế hoạch xích triều đều được tập kết về đây trong thời gian ngắn giữa các bên không mấy quen thuộc lại đang phải tranh thủ thời gian huấn luyện tác chiến trên đường phố thiên đô thị điều này tạo ra rất nhiều sơ hở mặt khác bọn hắn nhất định cũng tồn tại tư duy sai lầm cho rằng mấy chục vạn quân đội và toàn bộ cường giả đều tập kết về đây thì dù có là tên biên phát rồ mất trí e rằng cũng không muốn tới chỗ này chịu chết dù là yêu hoàng giờ này chắc cũng đang cân nhắc vấn đề làm sao đột nhập thiên đô thị hoặc là tranh thủ thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức chứ sẽ không mấy người quá để ý tới vấn đề an toàn mà từ mười mấy năm trước khi huyết yêu chi nhãn bắt đầu được xây dựng thì đã dùng vũ tộc chúng ta làm chủ lực kể cả kiến thiết và duy tu trọn bộ hệ thống phòng ngự đều do vũ tộc chúng ta phụ trách. Mấy ngày hôm trước, hơn 20 chi tiểu đội của tổ chức thiên hỏa mang về lượng lớn tư liệu từ các nơi trong kim ô quốc, qua đó chúng ta đã biết rõ về bản đồ kết cấu đại khái của huyết yêu chi nhãn, thông qua phân tích tỉ mỉ, nghiên cứu ra được người có khả năng xuất hiện ở nơi sâu trong huyết yêu chi nhãn nhất. Bá Trên màn hình hiện ra hình ảnh một lão giả thân hình gầy gò, khuôn mặt hung ác nham hiểm, trên lưng mọc một đôi cánh màu xám. Kim Chấn Nghĩa, 133 tuổi, chuyên gia linh văn và trận pháp trứ danh của Kim Ô Quốc, cực am hiểu lĩnh vực nghiên cứu ổn định phù trận, từng xuất bản nhiều bộ sách chuyên ngành, đảm nhiệm giảng dạy ở Học viện Thiên Vũ nhiều năm. Mười mấy năm trước, lúc huyết yêu chi nhãn bắt đầu được kiến tạo, Kim Chấn Nghĩa đã tham dự trong đó, phụ trách luyện chế hệ thống ổn định kết cấu ở tầng dưới chót. Mà nửa năm gần đây, Kim Chấn Nghĩa không còn xuất hiện ở Học viện Thiên Vũ, Lý do đưa ra là tẩu hỏa nhập ma, về nhà tỉnh dưỡng, nhưng kết quả khi chúng ta đi nhà hắn điều tra là hắn đã gần nửa năm chưa về nhà. Nếu phán đoán của chúng ta không sai, như vậy Kim Chấn Nghĩa nhất định đã bị bí mật chiêu mộ, giờ này chắc đang làm việc ở nơi sâu trong huyết yêu chi nhãn. Lý Diệu đứng lên, nhìn lão giả có vẻ gắt gỏng trên màn ảnh, rồi tiếp lấy lời Kim Tâm Nguyệt, nói Ta sẽ cải trang thành chuyên gia ổn định phù trận Kim Chấn Nghĩa, lẻn vào huyết yêu chi nhãn, tìm cách nổ tung nó hàng đồ hổ cẩn thận đánh giá thân hình và nét mặt kim chấn nghĩa gật đầu nói thân hình và bộ mặt cốt cách người này quả là có phần tương tự lý diệu mặc dù đối với cao thủ đẳng cấp như lý diệu mà nói thân hình cốt cách hay cơ bắp đều là có thể tạm thời cải biến nhưng càng gần giống tỷ lệ bị phát hiện lại càng thấp lý diệu nói không chỉ là vấn đề bề ngoài kim chấn nghĩa là lựa chọn đầu tiên mà chúng ta đưa ra sau khi phân tích kỹ càng tư liệu của mười mấy tên chuyên gia với tư cách một tòa siêu cấp truyền tống trận huyết yêu chi nhãn là một bộ liên hợp thể cực kỳ to lớn của phù trận pháp bảo và yêu khí chỉ riêng số chuyên gia vũ tộc biến mất bí ẩn trong nửa năm gần đây mà chúng ta biết rõ đã có vài chục người có thể nhận định những người này đều tới tham dự công tác hoán đổi mô thức của huyết yêu chi nhãn đấy còn chưa kể tới số chuyên gia trước kia công tác ở ngay trong huyết yêu chi nhãn toàn bộ nhân viên công tác cộng lại e là có tận mấy ngàn người chẳng qua muốn đổ tung huyết yêu chi nhãn nhất định phải lẻn vào vị trí yếu hại ngụy trang thành nhân viên công tác phụ trợ hay ngoại vi thì không có chút ý nghĩa nào loại hệ thống pháp bảo cỡ lớn này đều có rất nhiều thiết kế dư thừa phức tạp phá hủy mấy đơn nguyên phụ trợ căn bản là không tổn thương đến căn bản của hệ thống Ta dự tính sẽ ẩn nút cả buổi thậm chí một ngày ở sâu trong huyết yêu chi nhãn, trong thời gian đó nhất định phải trao đổi cùng nhân viên công tác khác, thậm chí tham dự vào trong công tác. Quá trình kiến tạo huyết yêu chi nhãn ứng dụng đại lượng kỹ thuật sinh hóa, cùng với yêu khí kết hợp giữa tế bào và máy móc, cho nên tuyệt đại bộ phận chuyên gia đều tin thông sinh hóa học và điều chế yêu khí. Những thứ này, ta tuy không phải dốt đặt cán mai, cũng tuyệt đối không đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Nếu Ngụy Trang thành một chuyên gia trong lĩnh vực này, chỉ sợ còn chưa làm được 10 phút đã lòi đuôi rồi. Kim Chấn Nghĩa thì khác, thứ hắn am hiểu chính là linh văn và phù trận học, trên cơ bản không liên quan đến kỹ thuật sinh hóa. Mấy ngày nay ta đọc một lượt tất cả tác phẩm chuyên khảo của hắn, lĩnh vực mà hắn nghiên cứu có một bộ phận trùng với lĩnh vực mà ta nghiên cứu. Ứng phó ngày rưỡi hai ngày đều không thành vấn đề. Đối với nhân tộc mà nói, yêu tộc bảo lưu lại rất nhiều linh văn và kỹ thuật phù trận của thời đại cổ tu bốn vạn năm trước, pháp bảo và yêu khí do bọn hắn luyện chế càng thêm phần cổ kính. Lý Diệu có được mảnh vỡ ký ức của Âu Giả Tử, bản thân lại là chuyên gia cổ pháp bảo, đối với linh văn cổ đại và lĩnh vực phù trận đương nhiên không có vấn đề gì, thậm chí còn hơn kim chấn nghĩa một bậc. Mặt khác, Lý Diệu nhanh chóng vẽ ra một sơ đồ phát thảo đơn giản trên màn hình. Tương tự thiên nguyên đại pháo, Siêu đại hình truyền tống trận như huyết yêu chi nhãn về mặt hệ thống, kết cấu luôn cơ bản giống nhau, ngoài đơn nguyên hạch tâm ra thì còn có một đơn nguyên ổn định và làm lạnh. Lý Diệu từng đích thân tham dự cải tạo vũ trụ cung ở băng vương tinh, phi tinh giới, đối với loại hệ thống truyền tống trận khổng lồ này khá là rõ ràng. Loại hệ thống phù trận siêu đại hình thế này thường thường do hơn 1.000 vạn tòa, thậm chí mấy tỷ tòa phù trận tạo thành, đây đó hoàng mỹ dung hợp cùng nhau khó mà trách khỏi xuất hiện vấn đề kim dung tính, ổn định tính. Cái gọi là chuyên gia ổn định, chính là người phụ trách bảo trì ổn định cơ cấu cho cả tầng đáy, tránh tình trạng sụp đổ toàn diện. Đây là một cương vị khá quan trọng, nhưng bình thường cũng là cương vị rời xa khỏi đơn nguyên hạch tâm. Chuyên gia khác đều phải ngồi công tác ở những chỗ như phòng điều khiển và trung tâm truyền tống, nói không chừng sẽ gặp phải kim đồ dị hay yêu hoàng đi xuống thị sát, rất có khả năng mặt đối mặt cùng kim đồ dị. Đến lúc đó, có thể qua mắt được hắn hay không là vấn đề cực lớn. Tuy kế hoạch xích triều của Kim Đồ Dị nhất định thất bại, nhưng đánh giá Lý Diệu dành cho hắn vẫn rất cao, hắn tuyệt không hy vọng trước khi hành động lại gặp phải vị thống soái liên quân vạn yêu này. Đơn nguyên ổn định cũng giống như khoan làm lạnh trong chiến hạm tinh thạch. Thường thường nằm ở tầng đáy của toàn bộ hệ thống, ở đó tràn ngập tạp âm, khí thải, rác rưởi, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, bình thường cao tầng xuống thị sát rất ít khi ra tới chỗ này hơn nữa chuyên gia cấp bậc cao hơn kim chấn nghĩa đều công tác ở đơn nguyên hạch tâm bảo hộ và giám sát đối với bọn họ nhất định sẽ càng thêm nghiêm mật chúng ta rất khó tìm được cơ hội tiếp cận kim chấn nghĩa gần như là chuyên gia cấp bậc cao nhất mà trên lý thuyết chúng ta có thể tiếp cận hơn nữa kim chấn nghĩa tính tình trầm mặc ít nói si mê kỹ thuật là một người thích nghiên cứu các loại phù trận lúc làm việc rất ít khi phối hợp cùng người khác lựa chọn hắn khả năng bạo lộ sẽ giảm bớt đi nhiều cuối cùng, là một điểm nguyên nhân nhỏ từ cá nhân ta. Kim Chấn Nghĩa tuy được coi là một chuyên gia học thức uyên bác, nhưng đồng thời cũng là một tên cạn bã tâm lý biến thái. Có không ít nữ nô loạn huyết bị hắn chà đạp mà chết, dù là ở trong học viện thiên vũ, đánh giá bình luận về hắn đều không tốt đẹp gì. Tiêu diệt loại người này, tâm tình ta khá là thoải mái, tâm tình càng thoải mái, càng có nắm bắt hoàn thành bước hành động kế tiếp. Kim Tâm Nguyệt kích phát ra hai màn quan mạc mới, nói sau khi lựa chọn Kim Chấn Nghĩa làm mục tiêu, mấy ngày nay chúng ta đã thông qua một loạt hành động của ba chi tiểu đội nộ diễm, bạo triều, kích điện, tập kích quê quán và địa điểm công tác của Kim Chấn Nghĩa ở Học viện Thiên Vũ, trích xuất được dữ liệu vân tay, âm thanh, móng mắt, cộng tóc, một nửa đoạn lông vũ. Thậm chí một giọt huyết dịch được niêm phong. Sách siêu lông nhướng mày lên. Cả huyết dịch cũng có. Kim Tâm Nguyệt giải thích nói hệ thống phòng ngự ở kim ô quốc có một khâu cần thông qua huyết dịch để tiến hành đối chiếu kim chấn nghĩa từng tham gia hai hạng mục nghiên cứu cơ mật ở học viện thiên vũ hắn có để lại một phần mẫu thử huyết dịch trong dự án để tiện tiến hành đối chiếu khi ra vào thế là chúng ta bèn thay mận đổi đào dùng một phần giả huyết dịch làm bản mẫu cầm ra bản mẫu huyết dịch của hắn sách siêu long không tham dự hành động tập kích học viện thiên vũ mãi tới lúc này hắn mới biết được kỳ quặc trong đó không khỏi mỉm cười vì đội viên do mình huấn luyện lại xuất sắc như thế kim tâm nguyệt tiếp tục nói mặt khác chúng ta cũng xâm nhập não sinh hóa của kim chấn vũ trong học viện thiên vũ học và nhà riêng của hắn phục chế lượng lớn tư liệu âm thanh video mấy ngày gần đây lão sư một mực nghiên cứu đặc thù trong cách nói chuyện và hành động của kim chấn nghĩa thông qua những tư liệu âm thanh và video này kể cả tuần suất trung động và từng nhóm cơ thịt đồng thời phòng thí nghiệm di động của tổ chức thiên hỏa được thiết lập trong hỗn độn hào đã điều chế ra màn vân tay, thuốc biến đổi âm thanh, thậm chí là phục chế bản mẫu bộ lông và huyết dịch, cố gắng làm ra ngụy trang hoàng mỹ nhất. Hệ thống phòng ngự của tổng bộ vạn yêu điện đại biểu cho đẳng cấp cao nhất ở huyết yêu giới, chúng ta giả thiết hệ thống phòng ngự của huyết yêu chi nhãn cũng nghiêm mật như ở tổng bộ vạn yêu điện. Như vậy tất cả những yếu tố kia, bất kể là kiểm tra vân tay, âm thanh, bộ lông, biết dịch hay đối chiếu móng mắt dưới sự chuẩn bị tỉ mỉ của chúng ta và hành động của lão sư trên lý luận những điều này đều có thể đột phá còn vấn đề nào không hàng đồ hổ và sách siêu long thoáng trầm ngâm rồi chợt đồng thời nghĩ tới một vấn đề vô cùng then chốt có có vấn đề vấn đề rất lớn dù lý diệu thật sự có thể ngụy trang thành kim chấn nghĩa giống đến một trăm và nhưng mà dựa theo tình báo các ngươi phân tích ra giờ phút này kim chấn nghĩa hẳn đang công tác ở sâu trong huyết yêu chi nhãn đúng không như vậy lý diệu ngụy trang thành kim chấn nghĩa thứ hai kim chấn nghĩa mới này vừa phải tìm lý do thích hợp nào để lẻn vào huyết yêu chi nhãn vừa phải giải quyết kim chấn nghĩa đích thực nữa kim chấn nghĩa giả muốn lẻn vào trước phải để kim chấn nghĩa thật đi ra khỏi địa điểm công tác song phương giao thoa ở một địa điểm nào đó rồi tiến hành đánh tráo đúng không nhưng điều này sao có thể được Kim Chấn Nghĩa đã hơn nửa năm chưa về nhà, dưới mắt đại chiến sắp tới, huyết yêu chi nhãn sẽ mở ra trong 3 ngày sau, sao hắn có thể rời khỏi tầng sâu trong huyết yêu chi nhãn vào đúng lúc này. Kim Tâm Nguyệt nghe răng cười cười. Không sai, Kim Chấn Nghĩa quả thật không có bất kỳ lý do nào để rời khỏi cương vị công tác. Hơn nữa đối với chuyên gia cấp bậc như Kim Chấn Nghĩa, khi rời khỏi cương vị công tác tất sẽ có một gã cận vệ cùng theo như hình với bóng. Dù là kim chấn nghĩa đi ị hay tắm rửa cũng sẽ chờ ở bên ngoài. Cho nên, đoạn đầu tiên chúng ta phải tự đi. Kim Tâm Nguyệt nhẹ nhàng kích một chưởng, màn hình sơ đồ huyết yêu chi nhãn không ngừng phóng đại, phóng đại, phóng đại, cuối cùng hiện ra hình ảnh hơi mờ, xuất hiện từng vòng tròn đồng tâm từ trong ra ngoài, tổng cộng là 5 tầng. Kim Tâm Nguyệt chỉ vào 5 tầng vòng tròn đồng tâm nói: "Các vị xem, đây là toàn bộ tầng phòng ngự của huyết yêu chi nhãn." Tổng cộng bị chia làm 5 khu cảnh giới. Ngoài cùng là khu cảnh giới cấp 5, bao gồm bầu trời và lòng đất bán kính 300 km xung quanh huyết yêu chi nhãn, chủ yếu do chiến hạm yêu ma và tiểu đội tuần tra cảnh giới, có đồn biên phòng tiền trạm tiến hành kiểm tra đối với nhân viên và đoàn xe ra vào. Phòng ngự ở khu cảnh giới cấp 5 tương đối mỏng, bằng thực lực lão sư và hỏa nghĩ vương, đồn biên phòng tiền trạm không làm khó được bọn hắn. Qua khỏi khu cảnh giới cấp 5, ở đây Phía đông nam huyết yêu chi nhãn là một tòa thành trấn tên thành yêu hồ, vùng này là khu cảnh giới cấp 4. Quy mô huyết yêu chi nhãn cực lớn, chỉ riêng nhân viên công tác đã có vài ngàn, phần lớn những nhân viên công tác này là ngân huyết yêu tộc đại não phát đạt, trí tuệ vô cùng cao minh, tự nhiên không thể làm việc như đám nô lệ lao động chân tay. Vì tận lực kiến tạo một hoàn cảnh công tác thoải mái dễ chịu cho đám ngân huyết yêu tộc này, để bọn hắn trường kỳ ở lại trong huyết yêu chi nhãn cho nên tòa thành yêu hồ mới được dựng lên có thể nói nơi này chính là cư xá cho người nhà gia thuộc ở công trình huyết yêu chi nhãn rất nhiều ngân huyết yêu tộc trường kỳ công tác ở chỗ này đều an trí gia quyến ở đây mỗi tuần lại gặp nhau một lần mặt khác mấy năm gần đây huyết yêu chi nhãn thường dùng để thăm dò toái phiến thế giới làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc phật các loại bí bảo và tàn phiến khai quật được từ toái phiến thế giới thường thường sẽ tập trung xử lý ở thành yêu hồ cho nên cũng hấp dẫn lượng lớn thương nhân tụ cư ở chỗ này. Mấy ngàn tên nhân viên công tác, mấy vạn gia quyến và thương nhân, lại thêm số đồng huyết và hắc huyết yêu tộc cung cấp các hạng phục vụ cho bọn họ, nhân khẩu thành yêu hồ đã vượt quá 10 vạn, có đủ nhà hàng, trường học, bệnh viện và đấu giá hội, là một tòa thành thị tầm trung khá phồn hoa. Có lẽ vì để che giấu tai mắt người ngoài, không cho người ngoài phát hiện dị trạng của huyết yêu chi nhãn, kim đồ dị không hề phong tỏa thành yêu hồ, Giữa tòa thành trấn này và bên ngoài vẫn có một ít vật tư vãng lai. Chẳng qua, bước chân người bình thường cũng chỉ đến được thành Yêu Hồ là dừng. Kim Tâm Nguyệt kéo màn hình một cái, hình ảnh lập tức từ mặt đất chuyển xuống lòng đất, nàng chỉ tay vào bản đồ kết cấu bán trong suốt, nói: "Huyết Yêu Chi nhãn kiến tạo dựa trên một mảnh hồ nước thiên nhiên, bộ phận chủ thể nằm sâu dưới lòng đất, dưới hồ nước mới là chủ thể của nó. Khu cảnh giới thứ tư và thứ năm đều nằm trên mặt đất." lực lượng phòng ngự tương đối buông lỏng. Nhưng, từ khu cảnh giới thứ tư trên mặt đất đến khu cảnh giới thứ ba dưới lòng đất có trùng trùng điệp điệp quan tạp, kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, tất cả người ra vào đều phải thẩm tra đối chiếu vân tay, âm thanh, huyết dịch và mống mắt, ngoài ra còn cần thẩm tra đối chiếu tư liệu và nhiệm vụ, không khả năng trà trộn vào thông qua quan tạp được. Hàng đồ hổ nói, có khả năng giả mạo thân phận của một người khác nữa không? Kim Tâm Nguyệt lắc đầu nói, thời gian có hạn, chúng ta rất khó luyện chế ra bộ ngụy trang thứ hai, quan trọng hơn chính là, chúng ta không biết bên trong có người nào, sẽ đi ra lúc nào, đi đến đâu, đánh tráo ra sao. Giả thiết lúc người nào đó còn ở bên trong, chúng ta mà giả mạo hắn tiến vào cửa, nhất định sẽ khiến cơ sở dữ liệu xung đột, lộ ra nghi ngờ. Hàng đồ hổ cùng sách siêu long bốn mắt nhìn nhau, xa vào trầm tư. Chẳng qua. Kim Tâm Nguyệt phóng đại hình ảnh, hiển thị ra quãng đường từ thành yêu hồ trên mặt đất đến khu cảnh giới thứ ba dưới lòng đất. Chúng ta trộn được bản đồ kết cấu lúc mới bắt đầu kiến thiết huyết yêu chi nhãn từ mười mấy năm trước, phát hiện giữa thành yêu hồ và khu cảnh giới thứ ba dưới lòng đất có mấy đường ống thông gió dự phòng. Sách siêu long nhíu mày. Lại là ống thông gió. Chiêu này có cũ quá không? Hơn nữa ống thông gió ở huyết yêu chi nhãn có dễ luồn không? Hỏi rất hay. Kim Tâm Nguyệt giơ ngón tay cái lên. Lão sư dùng bí pháp thăm dò qua, trong những ống thông gió này có đầy các loại yêu thú côn trùng, cực kỳ âm hiểm, ít có khả năng cường hành đột nhập mà không bị phát hiện. Sách siêu long sững sờ. Thế thế. Hỏa nghĩ vương thản nhiên nói. Đây chính là nguyên nhân vì sao ta sẽ cùng Lý Diệu lẻn vào trong đó. Ở huyết yêu giới, từ đường ống thông gió cỡ lớn cho đến các loại ống dẫn nước cỡ nhỏ, gần như tất cả đều dùng yêu thú côn trùng để phòng thủ. Ha ha, nói đến thao túng yêu thú côn trùng trong toàn bộ trùng tộc ngoại trừ u tuyền lão tổ ra còn ai là đối thủ của ta ngay cả hư phong thượng nhân đều không được giờ thì hay rồi u tuyền lão tổ vì tránh hiềm nghi vì triển khai kế hoạch bào tử thời gian này chính đang ẩn nấp trong u tuyền quốc tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở huyết yêu chi nhãn còn hư phong thượng nhân là chiến lược trọng yếu của trận chiến này hắn nhất định đang tranh thủ thời gian tu luyện hoặc nghỉ ngơi không khả năng đi quản lý mấy con sâu bọ trong ống thông gió dự phòng. Có ta ở đây, xử lý mấy cái con sâu bọ kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Hỏa nghĩ vương hai tay khoanh trước ngực. Bộ dáng tự tin vô cùng. Sách siêu long và hàng đồ hổ liếc nhau rồi lúng túng cười khẽ, bọn hắn thiếu chút là quên vị thủ lĩnh hỗn độn chi nhận này. Thực lực hỏa nghĩ vương trong đám yêu hoàng trùng tộc tuyệt đối nằm ở top 3, là đại hành gia chơi côn trùng. Có hắn ở đấy, sợ gì chút sâu bọ trong ống thông gió kia hỏa nghĩ vương tiếp tục nói có điều nếu thao thúng đám yêu thú côn trùng này từ tầm xa chỉ sợ sẽ phóng ra sóng điện não quá mức mãnh liệt có khả năng bị yêu hoàng khác cảm giác được cho nên ta sẽ cùng lý diệu lẻn vào thành yêu hồ đến lúc đó ta tìm một nơi ẩn náu ngay trong yêu hồ thành từ khoảng cách gần điều khiển đám yêu thú côn trùng giúp lý diệu thuận lợi thông qua đường ống dự phòng lẻn vào khu cảnh giới thứ ba kim tâm nguyệt nhẹ gật đầu tiếp tục nói cái gọi là khu cảnh giới thứ ba thật ra chính là khu vực nghỉ ngơi sau khi tan việc của nhân viên công tác trong huyết yêu chi nhãn những nhân viên công tác này bình thường không có khả năng mỗi ngày đều trở lại thành yêu hồ trên mặt đất sau khi bọn hắn hoàn thành công việc trong ngày đều quay về tu luyện và ngủ trong khu nghỉ ngơi dưới lòng đất chỉ vào những ngày nghỉ mới có thể về lại mặt đất cho nên khu nghỉ ngơi dưới lòng đất cũng là một tòa thành trấn nhỏ có đủ các loại phương tiện như căng tin, bệnh viện, ký túc xá và phòng tu luyện. Mục tiêu của chúng ta chính là bệnh viện trong khu cảnh giới thứ ba. Từ bản vẽ thiết kế thì có thể thấy, nơi này là bệnh viện duy nhất trong huyết yêu chi nhãn, nếu những chuyên gia kia sinh bệnh, hoặc là mệt nhọc quá mức, tẩu hỏa nhập ma, thì đều được đưa đến đây trị liệu. Sách siêu long tâm tư điện chuyển, lập tức đoán ra. Các ngươi muốn đánh tráo cùng Kim Chấn Nghĩa thật ngay trong bệnh viện. Sau đó dùng thân phận Kim Chấn Nghĩa nên ngang trở khu cảnh giới thứ nhất. Kế này có vẻ không sai, nhưng mà, sao các ngươi biết Kim Chấn Nghĩa nhất định sẽ tới bệnh viện trong thời gian chúng ta hy vọng? Lý Diệu cười thần bí. Hắn nhất định sẽ tới. Chỉ là, cấp bậc Kim Chấn Nghĩa còn chưa đủ cao, địa điểm công tác của hắn hẳn là khu cảnh giới thứ hai bên ngoài đơn nguyên hạch tâm, còn chưa phải là nơi quan trọng nhất. Hết cách rồi phòng ngự ở trung tâm huyết yêu chi nhãn nhất định nghiêm mật tới cực điểm, nói không chừng bị bảy tám tên yêu hoàng canh chừng chầm chầm cũng nên. Khoan nói ta có thể lẻn vào hay không, dù thật sự lẻn được vào, ta cũng không tin dưới mấy chục đạo ánh mắt giao xoa của đám yêu hoàng, lớp ngụy trang vẫn được duy trì mà không lộ ra sơ hở. Trên lý thuyết, khu cảnh giới thứ hai chính là cực hạn mà chúng ta có thể xâm nhập. Hàng đồ hổ cùng sách siêu long đồng thời gật đầu. Hai người đương nhiên biết rõ, với tầm quan trọng của huyết yêu chi nhãn có thể lẻn vào bên ngoài khu trung tâm đã rất không dễ dàng nhưng mà hàng đồ hổ vẫn có phần bận tâm hỏi nếu địa điểm công tác của kim chấn nghĩa chỉ nằm ở khu cảnh giới thứ hai từ vị trí hắn làm việc liệu có thể triệt để phá đi huyết yêu chi nhãn ư bình thường mà nói thì rất khó lý diệu thẳng thắn nói vô luận là thiên nguyên đại pháo hay huyết yêu chi nhãn hoặc là bộ vũ trụ cung ở phi tinh giới với loại pháp bảo cấp hành tinh này, trừ thiết kế rường ra phức tạp ra, thường thường còn có 2 đến 3 đơn nguyên dự bị, nhằm hoán đổi khi cần thiết. Mặc dù bị địa chấn, nổ tung thậm chí sao băng oanh kích, đều chưa hẳn có thể triệt để hủy diệt nó. Kim Chấn Nghĩa tuy là chuyên gia ổn định, nhưng huyết yêu chi nhãn nhất định không chỉ có một chuyên gia như hắn, dù ta thật sự trắng trợn phá hủy hệ thống ổn định, thì vẫn còn có 2 đến 3 hệ thống dự phòng thay thế. Mà một khi nổ tung phát sinh, mấy chục tên yêu hoàng trong huyết yêu chi nhãn nhất định sẽ đề cao cảnh giác ta tuyệt không có cơ hội tiến hành công kích lần thứ hai cho nên bình thường mà nói ta có ở vào vị trí của kim chấn nghĩa cũng không khả năng hủy diệt huyết yêu chi nhãn ngoại trừ một tình huống hết sức đặc thù đó chính là khi ba vệ tinh huyết yến huyết hổ huyết sa thẳng hàng làm cho lực hút thủy triều đạt tới mạnh nhất huyết yêu chi nhãn cũng bị kích phát đến đỉnh điểm hố đen thông tới thủ đô liên bang được mở ra triệt để. Khi đó, cả tòa huyết yêu chi nhãn sẽ vận chuyển ở mức độ cao nhất, thậm chí tuyệt đại bộ phận phù trận đều hoạt động hết công suất. Khoảnh khắc đó chính là lúc toàn bộ hệ thống yếu ớt nhất. Chỉ cần ta tính toán tin tường thì hoàn toàn có thể thông qua phá hư phù trận ổn định, kích thích ra phản ứng dây chuyền, phóng thích ra hết thảy lực lượng thủy triều được tụ lại. Khi đó, không phải ta dùng tạc đạn tinh thạch nổ tung huyết yêu chi nhãn mà là dùng tạc đạn tinh thạch nổ đứt dây thừng trói buộc lực lượng thủy triều thả ra quái thú lực hút thủy triều để lực hút thủy triều xé nát huyết yêu chi nhãn ý tưởng điên rồi này kết hợp với cảnh tượng sống dậy ầm ầm giả tưởng trên màn hình khiến cho tinh thần hàng đồ hổ cùng sách siêu long đều chấn động sợ hãi thán phục không thôi sửng sốt một lúc lâu hàng đồ hổ trầm ngâm nói nói cách khác người muốn nhịn đến một khắc sau cùng khi mấy chục vạn tinh nhuệ yêu tộc và mười mấy tên yêu hoàng đều xuất hiện trong huyết yêu chi nhãn, lúc đó ngươi mới động thủ, đâm sau lưng bọn chúng. Lý Diệu gật đầu. Không sai. Hàng đồ hổ không biết nên nói gì cho phải. Vốn định buộc miệng thốt lên. Làm thế chẳng phải rất nguy hiểm. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, đây thuần túy là một câu nói nhảm. Hắn từng nghe kể về những chuyện Lý Diệu làm ra trong 10 năm qua, trong đó có chuyện nào là không nguy hiểm tới cực điểm nghỉ nửa ngày hàng đồ hổ hỏi không có lựa chọn nào khác sao thoáng chốc lý diệu không che giấu được hào quang hưng phấn nơi đáy mắt đúng vậy không có lựa chọn nào khác chỉ còn một cách này có thể ở thời khắc mấu chốt triệt để phá đi huyết yêu chi nhãn hơn nữa rất khó sửa chữa trong vòng mấy tháng sau đó hàng đồ hổ ồ ồ thở dốc hiểu rồi vậy nhiệm vụ của chúng ta là gì kim tâm nguyệt nói lúc này trong huyết yêu chi nhãn tụ tập vô số cao thủ cường giả như mưa chỉ có siêu cấp cao thủ nhất lưu như lão sư và hỏa nghĩ vương mới có thể lẻn vào những người còn lại lẻn vào chẳng phải là chịu chết hơn nữa còn bạo lộ mục tiêu cho nên nhiệm vụ của chúng ta là tiếp ứng ở đằng sau chẳng qua thành thật mà nói một khi huyết yêu chi nhãn thật sự bị lực hút thủy triều xé nát sau đó nhất định là một mảnh đại loạn lão sư có thể dựa vào bản thân trốn được thì thôi, chứ nếu bị bảy tám tên yêu hoàng dây dưa, thì dù toàn bộ quân đoàn thiên hỏa, chúng ta có nhào tới cũng vô dụng. Đối với chúng ta, còn có một nhiệm vụ càng trọng yếu hơn, đó chính là phòng ngừa kế hoạch bào tử bộc phát. Một tháng qua, tổ chức thiên hỏa đã hoàn toàn phân tích xong tất cả số liệu thí nghiệm và tham số ghen lấy được từ cu phủ, về sau lại giành được mẫu máu của ta, thành công chiết xuất ra thành phần hỗn độn thần huyết khá là tinh thuần tạm thời được xưng là hỗn độn huyết thanh. Trước mắt, phòng thí nghiệm di động trong hỗn độn hào đang đẩy nhanh nghiên cứu, đã lấy được đột phá vượt bậc, dự tính không bao lâu nữa, có thể hợp thành hỗn độn huyết thanh nhân tạo trên diện rộng. Đó chính là thuốc giải tốt nhất dùng để đối phó virus yêu thần. Nhưng, chỉ mỗi giải dược là không đủ, một khi virus yêu thần thực sự bộc phát, gây ra rất nhiều khu dịch bệnh, chúng ta phải làm sao để quăng thả thuốc giải ra, phải làm sao để tiêm vào trong cơ thể người bị lây, đồng thời phải làm sao để đi khuyên nhủ những người chưa lây bệnh tiêm vào hoặc cuốn vào vắc phòng bệnh. Đến lúc đó, cục diện là một mảnh đại loạn, không ai tin tưởng đám người phản loạn như chúng ta. Chẳng phải đã nói, trước dựa vào quân đoàn thiên hỏa, cường lực phổ biến rồi ư? Nếu tình hình bệnh dịch quá mức nghiêm trọng, chỉ bằng mấy trăm người quân đoàn thiên hỏa thì làm sao đủ tiêm thuốc giải cho ngàn vạn người lây bệnh, làm sao để khuyên nhủ mấy chục vạn trên trăm vạn người lây tiềm ẩn tiêm vào vaccine phòng bệnh. Những vấn đề này chính là trọng điểm mà chúng ta phải cân nhắc. Hàng đồ hổ và sách siêu long không hẹn mà cùng nhíu mày, cả hai đều cảm nhận được áp lực nặng nề. Chẳng qua, nếu đến cả huyết yêu chi nhãn lý diệu cũng có thể phá hủy, thì nhiệm vụ sau đó dù khó khăn hơn nữa bọn hắn cũng sẽ đi hoàn thành, tuyệt đối không thể cô phụ lý diệu mạo hiểm. Hỏa nghĩ vương đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn quét một vòng xung quanh. Còn có vấn đề nào không? Nếu không, từng người chia nhau đi về chuẩn bị, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Sau 6 giờ, hành động trách nhãn, bắt đầu. Ngày 10 tháng 5, trạng sáng 4 giờ 33 phút 51 giây. Cách thời điểm ba vệ tinh thẳng hàng, lực hút thủy triều được kích phát đến mạnh nhất còn 42 tiếng đồng hồ. Bốn phía huyết yêu chi nhãn, trong phạm vi bán kính 30 km, chủ lực liên quân vạn yêu không còn tàn hình biệt tích nữa trên vùng đất nhìn như vắng vẻ trống trải, từng đạo miệng cống ngụy trang được mở ra, vô số cường giả yêu tộc tuôn ra từ lòng đất dựng lên quân doanh và kho vũ khí tạm thời tiến hành công đoạn tập kết chỉnh biên và phân phát vũ khí lần sau cùng. từng chiếc từng chiếc chiến hạm yêu ma như cá mập dưới biển sâu đua nhau tuôn lên từ lòng đất, tráng phóng ra phong mang dữ tận vô song. với tư cách căn cứ hậu cần chiến lược của huyết yêu chi nhãn, cảnh giới ở yêu hồ thành cũng được đẩy lên cấp bậc cao nhất gần như hoàn toàn chia tách cùng bên ngoài, đồng bốt canh phòng lại tăng lên hai đạo, nhân viên ra vào đều được kiểm tra nghiêm ngặt, số lượng đội tuần tra được tăng lên gấp 3. Khống chế toàn phương vị từ trên trời xuống dưới đất. Giờ này khắc này, chỉ có số rất ít người từ ngoài đến là còn có thể đi vào yêu hồ thành. Trong đó bao gồm đội ngũ dọn dẹp rác rưởi vào mỗi sáng sớm. Đại quân tập kết, vệ sinh là việc cần giải quyết hàng đầu, đặc biệt là bộ đội hỗn hợp do chiến sĩ của hơn 1.000 bộ tộc bất đồng cấu thành như liên quân vạn yêu. Những chiến sĩ này, bay trên bầu trời, du ngoạn trong nước, leo trèo trên núi, tập tính bất đồng, ham mê bất đồng, ngay cả vật chất bài tiết cũng bất đồng. Rất có khả năng, vật bài tiết của một loại yêu tộc lại là chất độc hóa học chí mạng đối với một loại yêu tộc khác, thậm chí có thể dẫn phát ôn dịch trên quy mô lớn lại thêm số lượng yêu thú và chiến thú sinh hóa có chủng loại nhiều gấp mấy chục lần chiến sĩ yêu tộc trên chiến trường, bọn chúng có lẽ là cổ máy giết chóc cường đại, nhưng ở trong một số tình huống đặc thù, bọn chúng có khi cũng cực kỳ yếu ớt, chỉ cần hơi không cẩn thận, một loại vi khuẩn hữu ích vô hại đối với một số yêu thú lại có thể trở thành sát thủ chí mạng đối với những yêu thú cường đại khác. Cho nên, ở Thông Thiên Thành, Vô Loạn Thành, Yêu Hồ Thành khu vực trú đóng của liên quân vạn yêu luôn đặc biệt coi trọng công tác phòng dịch dọn dẹp vệ sinh ở huyết yêu chi nhãn mỗi ngày đều có một đội xe quy mô khổng lồ chuyên phụ trách thu dọn rác rưởi tất cả rác rưởi sinh ra trong thành thị và quân doanh đều được vận chuyển đến căn cứ xử lý cách đó 300 km để các loại vi khuẩn và côn trùng tự hành xử lý cặn còn sót lại sẽ được đốt cháy dưới nhiệt độ và áp suất cao bảo đảm tuyệt đối vô hại rồi mới chôn vùi sâu trong lòng đất xa xa nhìn lại, đội xe khổng lồ do khôi nham sa trùng kéo đi này giống như một con dung cực lớn đang chậm rãi nhúc nhích tiến về phía trước. Bởi vì mỗi ngày đều chuyên chở lượng lớn rác rưởi, đoàn xe tản mát ra mùi cực gây mũi, mùi hôi thối kia thậm chí ngưng kết thành từng sợi sương mù màu nâu vàng, đung đưa bồng bềnh giữa không trung, nhìn cứ như là trong biển thối rửa phất phơ. Đoàn xe này mỗi ngày đúng giờ đi vào, nhân viên điều khiển đoàn xe cũng toàn là gương mặt quen thuộc, vân tay, âm thanh và móng mắt đều không có vấn đề bọn họ đi qua hai đồn kiểm tra đặt trên đường đều không gặp chút phiền toái nào bảo vệ gác cửa chỉ đơn giản quét dụng cụ kiểm tra qua thùng rác rỗng tuyết một cái liền phất tay cho đi gần tiếp cận yêu hồ thành bọn họ lại bị một đội tuần tra mới tăng cường chặn đường dừng lại dẫn đầu đội tuần tra này là một tên quý tộc ngân huyết khuôn mặt nghiêm túc thần sắc kiêu ngạo hắn dùng ánh mắt nghiêm khắc đánh giá đám sa trùng vụng về và thùng rác tanh tưởi được kéo sau lưng ở phía sau hắn cảnh vệ vốn trú đóng ở huyết yêu chi nhãn lại đều che miệng cười trộn. Tên quý tộc ngân huyết này vung tay lên, cùng thân tính kiểm tra từng con sa trùng một lượt, sau khi không thu hoạch được gì, lại tung người nhảy vào trong thùng rác to lớn. Những thùng rác này ít nhất đã sử dụng 4-5 năm. Mỗi ngày đều bị nhét đầy các loại rác rưởi, tuy lâu lâu lại lau chùi một phen, nhưng lâu ngày, dưới đáy thùng rác vẫn không tránh khỏi chồng chất một tầng cạn bùn. Mùi tanh tưởi trong thùng rác, so với bên ngoài thì càng nồng đậm gấp 10 lần, giống như những chiếc bùa, chủ y vô hình đánh cho người mắt nổ đom đóm, trời đất quay cuồng. Tên quý tộc Ngân Huyết đang nghe truyện trên TV audio CV này vừa tung người nhảy vào thùng rác liền không khỏi hối hận. Chẳng qua đã tiến vào rồi, đành chỉ còn nước ngừng thở, dùng trường thương không ngừng đâm chọc vào đống rác rưởi còn sót lại. Trên tầng cặn rác rưởi còn sót lại vốn đã kết một tầng vỏ cứng, phong kính mùi tanh tưởi bên trong, không động vào thì thôi, vừa động vào, một cổ tanh tưởi liền như núi lửa phun trào, bất ngờ bộc phát, che mũi đều không cản được, cảm giác tanh tưởi phản phất như len lỏi chui vào từ tận lỗ chân lông. Sắc mặt tên ngân huyết yêu tộc từ trắng biến xanh, lại từ xanh biến tím, hàm răng trắng chặt. Liên tục kiểm tra bốn chiếc xe khô nham sa trùng đều không thấy có nửa phần dị trạng, trên thân đám người đội tuần tra này lại lây dính tanh tưởi có tẩy cũng tẩy không hết, hoàn toàn không còn thần thái oai vệ như vừa nãy lập tức đằng sau lại có hơn 20 con khôi nham sa trùng chở thùng rác tiến đến chờ bọn hắn kiểm tra, sắc mặt tên ngân huyết yêu tộc tức thì đen như đáy nồi. Đúng lúc này. Ông. Từ trong góc chiếc thùng rác thứ tư bất chợt bay ra đến một đám ruồi xanh đầu to, số lượng cực nhiều, trên thân chúng lây dính chất lỏng không biết là thứ gì, phản phất như một đống ôn dịch có thể thấy được bằng mắt thường, bay thẳng về phía tên ngân huyết yêu tộc kia. Oanh. Ngân huyết yêu tộc hú lên quá dị, một đoàn yêu khí phun trào ra, quanh vết đám ruồi xanh đầu to. Nào ngờ ruồi xanh đầu to giống như quả bồ đào chín mọng, sau khi nổ tung, chất lỏng màu xanh nhạt văng tung tóe khắp nơi, thậm chí suýt nữa thì bắn tung lên người hắn. Sắc mặt ngân huyết yêu tộc lập tức lại từ đáy nồi biến thành giấy trắng, chật vật nhảy ra khỏi thùng rác, khóe mắt không ngừng nhảy động, nhìn lướt qua hơn 20 thùng rác đằng sau, sụ mặt nói. Cho đi. 20 phút sau, đoàn vận chuyển rác rưởi xuất hiện ở bãi rác nằm ở ngoại ô yêu hồ thành rầm 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 một ít yêu thú côn trùng giống như con ruồi được phóng đại mấy vạn lần thân mọc móc câu móng vuốt vỗ động đôi cánh trong suốt bắt lấy rác rưởi chồng chất như núi quăng bỏ vào trong thùng trong chiếc xe rác thứ chín lúc rác rưởi mới đang được nhét vào lý diệu và hỏa nghĩ vương vô thanh vô tức chui ra từ trong đống rác trên người bọn họ đều mặc chiến y che phủ toàn bộ màn da, giống như hai con cá chạch trơn nhẵn, ngay cả hai mắt cũng được tinh phiến màu đen bao phủ, bảo đảm không có chút khe hở nào. Hô hấp thì đều dựa vào túi khí do Lý Diệu tạm thời thiết kế, bảo đảm sẽ không gửi phải chút khí vị nào bên ngoài môi trường. Không phải bọn hắn sợ hãi rác rưởi tanh tưởi, mà là loại mùi này một khi nhiễm lên người, rất khó rửa đi, bất lợi cho quá trình đột nhập sau này. Bá Hai người giống như hai bóng ma, từ trong thùng rác trượt xuống, lặng lẽ di động dưới sự yểm hộ của rác rưởi chồng chất như núi. Dùng thực lực cứu cực kim đan và yêu hoàng của hai người, di chuyển ở nơi này tự nhiên là như vào chỗ không người. Thành công thẩm thấu từ khu cảnh giới thứ năm đến khu cảnh giới thứ tư. Tiếp sau, cần phải đột phá khu cảnh giới thứ tư, tiến vào khu cảnh giới thứ ba. Năm phút đồng hồ sau, hai người xuất hiện ở bên ngoài yêu hồ thành nằm cách bãi rác 12 km chiến y tản mát ra mùi tanh tưởi được thu vào trong càng không giới bảo đảm không để lại chút dấu vết nào hai người ngụy trang thành hai gã thương nhân bình thường có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu trong yêu hồ thành dựa theo sơ đồ kết cấu huyết yêu chi nhãn và địa đồ yêu hồ thành do kim tâm nguyệt cung cấp phi tốc tìm kiếm rất nhanh đã tìm được cửa vào đường ống thông gió dự phòng nhưng đây lại là một nơi cấm khu quân sự do một đội liên quân vạn yêu canh gác trừ đường ống thông gió dự phòng ra ở đây còn có mấy chục tòa truyền tống trận dự phòng ba lối thông đạo thoát hiểm và đường ống dẫn vật tư khẩn cấp mục đích thiết kế của chúng là một khi huyết yêu chi nhãn tao ngộ sự cố bất ngờ như địa chấn hoặc nổ tung thông đạo bình thường bị phá hỏng như vậy các chuyên gia công tác ở dưới hồ có thể thông qua truyền tống trận dự phòng và lối thoát hiểm khẩn cấp chạy trốn lên mặt đất nếu ngay cả trốn đều trốn không thoát như vậy đường ống thông gió và ống dẫn vật tư dự phòng cũng có thể vận chuyển lượng lớn không khí nước và đồ ăn vào, để nhân viên công tác dưới đáy hồ chống cự được một đoạn thời gian. Lý Diệu và Hỏa Nghĩ Vương đến cách cấm khu quân sự 1 km, làm bộ như đang tiến hành một số giao dịch bí bảo. Lý Diệu thả ra kêu Long Hào, từ trên cao nhìn xuống quan sát khắp cấm khu quân sự. Hỏa Nghĩ Vương cũng có cách riêng của mình, hắn thả ra trên trăm con côn trùng nhỏ, từ bốn phương tám hướng cảm nhận mọi động tĩnh trong cấm khu quân sự. Tổng cộng có hai đội tuần tra, chúng đang tuần tra dựa theo lộ tuyến cố định thông thường. Không phải lực lượng tinh nhuệ gì, tính cảnh giác cũng không cao, có lẽ bọn hắn vốn không ngờ rằng sẽ có người xâm nhập huyết yêu chi nhãn, chỉ là làm việc theo thông lệ mà thôi. Hỏa nghĩ vương nheo mắt lại nói. Đường ống thông gió dự phòng có tổng cộng 4 cửa vào, dựa theo bản đồ kết cấu mà Kim Tâm Nguyệt cung cấp, khoảng cách đến bệnh viện nằm trong khu cảnh giới thứ ba gần nhất là đường ống số 2, lối ra gần như nằm ngay trên bệnh viện. Lý Diệu nhanh chóng tính toán. Nếu phát động khi hai đội tuần tra đội rời xa cửa vào đường ống thông gió số 2, có lẽ ta sẽ có thời gian 26 giây. Cửa vào đường ống thông gió được bao trùm bởi một tầng lưới sắt cực kỳ rậm rạp, được trực tiếp hàng cứng vào đó, lâu ngày đã sinh ra một tầng gỉ sét như thế không làm khó được ta, vấn đề là đi vào trong đường ống thông gió chừng nửa mét, ta còn quan sát thấy một chiếc quạt có vận tốc quay cực nhanh, hẳn là dùng để ngăn cản người xâm nhập. Ba phiến cánh quạt giống như ba lưỡi dao sắc bén, bất cứ sinh vật nào muốn chui vào đều bị chém thành 17-18 đoạn. 26 giây, ta không có khả năng vừa đối phó lưới sắt, lại vừa đối phó quạt. Hỏa nghĩ vương trầm ngâm nói. Căn cứ quan sát của ta, vận tốc quay của chiếc quạt này ước chừng là mỗi phút 1.500 vòng, nếu ta có thể hạ thấp xuống còn trên dưới 800 vòng, người có thể chui qua được không? Lý Diệu nghĩ nghĩ rồi đáp hạ thấp xuống dưới 1150 vòng, ta có thể an toàn chui qua. Được, vậy chờ một chút, 30 giây sau hành động. Hỏa nghĩ vương thoáng ngừng lại, đột nhiên hướng Lý Diệu đưa tay ra. Lý Diệu sững sờ, lập tức hiểu ý của hắn, cười cười, cũng đưa tay ra. Tay hai người nắm chặt lấy nhau. Ngay dưới mí mắt mấy chục vạn tinh nhuệ huyết yêu giới, lẻn vào huyết yêu chi nhãn, phá hủy tòa siêu cấp truyền tống trận quy mô khổng lồ chưa từng có ở huyết yêu giới. Đây là một nhiệm vụ tuyệt không thể hoàn thành, nhưng hai người bọn họ lại làm được. Đếm ngược còn 25 giây. Kiêu Long Hào quay chụp cấm khu quân sự từ đủ các góc độ, kể cả lộ tuyến tuần tra cố định của hai đội tuần tra đều được truyền vào trong đầu Lý Diệu, tiến hành dựng mô hình. Vấn đề mà Lý Diệu cân nhắc chủ yếu là, vạn nhất giữa đường đội tuần tra bất chợt thay đổi lộ tuyến thì nên làm thế nào? Kim Tâm Nguyệt đã từng nói qua, trong sách Yếu lĩnh tuần tra cảnh giới của Liên quân Vạn Yêu, mỗi một đội tuần tra đều được bố trí 3 đến 4 lộ tuyến tuần tra bất đồng, nửa giờ hoặc một giờ thay đổi một lần. Nếu Lý Diệu và Hỏa Nghĩ Vương có nhiều thời gian hơn để quan sát, hai người có thể thấy được quy luật thay đổi lộ tuyến tuần tra. Nhưng bọn hắn chỉ có thời gian ngắn ngủn vài phút để chuẩn bị, đành phải thử vận may thôi. Một khi đối phương thật sự thay đổi lộ tuyến, Lý Diệu phải có bước chuẩn bị. Hắn căn cứ địa hình trong cấm khu quân sự, tính toán ra đội tuần tra có khả năng làm ra 23 loại cải biến, xác định tối thiểu mình chỉ có thời gian là 7 giây. Đếm ngược còn 15 giây. Hỏa nghĩ vương từ trong lòng lấy ra một chiếc ống đồng tuyên khắc yêu văn, thập phần tinh xảo, nhẹ nhàng xoáy mở, từ trong ống đồng bay ra hai con bọ cánh cứng toàn thân đen kịt, sau lưng có gai nhọn màu xanh. Dưới sự điều khiển của hỏa nghĩ vương, hai con bọ cánh cứng càng bay càng cao, lướt qua tường cao bên ngoài cấm khu quân sự, bay đến bên cạnh cửa vào đường ống thông gió số 2. Đếm ngược còn 5 giây. Lý Diệu bỏ đi trang phục ngụy trang thành thương nhân, đổi sang một bộ chiến y bó sát mới. Bộ chiến y này mỏng như cánh ve, hệt như màn da thứ hai, bó sát lấy thân thể, gần như không có một chút khe hở nào. Bá. Lý Diệu sờ nhẹ một đạo phù văn bên hông chiến y, mặt ngoài chiến y màu xám nhạt nổi lên từng đạo rung động, sau đó dần dần chuyển thành bán trong suốt cuối cùng như hòa tan vào trong không khí. Khiến hắn hoàn toàn ẩn hình. Đây là quần áo tàng hình do chuyên gia tổ chức hỗn độn chi nhận thông qua chiếc xuất tế bào yêu thú của tắc kè hoa, bạch ngân ngư, thanh diệp trúc trùng mới điều chế ra được. Mặc bộ đồ này, lúc bất động rất khó bị phát giác. Thiếu sót duy nhất là, tất cả thành phần tạo nên trang phục tế bào ẩn hình này đều có độ hoạt tính cao, cần cất giữ trong dung dịch đặc thù, một khi lấy ra bạo lộ trong không khí, tuổi thọ sẽ không vượt quá 5 phút đồng hồ. Trên cơ bản, sau 4 phút 30 giây, bộ quần áo tàng hình này sẽ dần dần mất đi hiệu lực. Mặt khác, loại quần áo tàng hình này chỉ có hiệu quả tốt nhất lúc bất động, còn khi di chuyển ở tốc độ cao thì vẫn lưu lại một đạo tàn ảnh, khiến cho không khí trình hiện ra cảnh tượng vặn vẹo cổ quái. Đếm ngược còn không giây. Lý Diệu như một làn khói nhẹ nhàng đi ra. Bá! Hắn nhảy bén cảm ứng được lưới nhiệt năng trên tường cấm khu quân sự, lập tức thu súc cốt cách và cơ bắp trên người tới cực hạn, thu lại chỉ như một con mèo, chui qua khe hở trên lưới nhiệt năng. Hai đội tuần tra đang tiến tới cửa vào đường ống thông gió số 2 từ chiều ngược lại, Lý Diệu một bên tính toán thời gian bọn hắn vòng trở về, một bên quan sát góc độ quan sát của mắt giám sát đặt ở trên cao, chuyển dời đến các cốc chết, nhanh chóng tiếp cận gần mục tiêu. Đúng lúc này, một đội tuần tra trong đó còn chưa đi tới điểm cuối tấm khu quân sự thì đã sớm vòng trở lại, đổi sang lộ tuyến tuần tra mới. Đáng chết! Lý Diệu lập tức đình chỉ động tác, nhịp tim và hô hấp được áp chế đến cực hạn, ngay cả lỗ chân lông cũng hoàn toàn khóa lại. Không thả ra bất cứ nhiệt lượng hay hơi thở nào, trơ mắt nhìn đội tuần tra này xông đến trước mặt. Chỉ cần tuyệt đối bất động, quần áo tàng hình có thể phát huy tác dụng, thời gian ẩn hình tận 5 phút đồng hồ, vậy là đủ rồi đội tuần tra đội sát qua bên người Lý Diệu. Tên binh lính ở gần nhất chỉ cần duỗi lưng một cái là có thể thấy được đầu Lý Diệu. May mắn, bọn hắn không để ý tới một tia không khí văng vẹo ở gần trong gan tất. Mặc dù bọn hắn đã đi qua nửa phút, Lý Diệu vẫn không nhúc nhích mà dựa vào kiêu long hào, quan sát hết thảy lộ tuyến tuần tra mới của bọn hắn. Sau khi đổi sang lộ tuyến tuần tra mới, gốc chết giữa hai đội tuần tra cũng khác hẳn vừa nãy, hết thảy đều phải tính toán lại lần nữa yên lặng tính toán một phần lẻ hai giây, Lý Diệu mới lần nữa khởi động. Ở sâu trong não vực hắn, mắt sinh hóa giám sát trên đỉnh đầu, 30 con mắt của hai đội tuần tra phản phất phóng xạ ra từng đạo xạ tuyến đỏ thẫm như thực chất, tạo thành một vùng đang xen trước mặt hắn. gốc chết không ngừng biến ảo, hắn cũng tùy theo đó mà nhẹ nhàng nhảy múa, chợt nhanh chợt chậm, chợt tiến chật lui, dùng hơn 3 phút đồng hồ mới gian nan di động đến phía trước cửa vào ống thông gió số 2. Giờ phút này, cách thời điểm quần áo tàn hình mất đi hiệu lực chỉ còn một phút đồng hồ vì vận chuyển không khí xuống chủ thể huyết yêu chi nhãn nằm sâu dưới lòng đất đường kính mỗi một đường ống thông gió đều trên dưới một thước một người trưởng thành vóc dáng tầm trung có thể miễn cưỡng chen vào được nhưng cửa vào ống thông gió lại được bao trùm bởi một tấm lưới sắt tinh mật bốn phía còn có phù trận cảnh giới lý diệu nhanh chóng nhìn lướt qua hiểu rõ nguyên lý vận hành của phù trận cảnh giới hẳn là thông qua cảm giác chấn động để phát ra cảnh báo một khi có ngoại lực cường hành phá vỡ lưới sắt, nhất định sẽ truyền ra chấn động dị thường, chỉ cần cảm giác được, lập tức sẽ phát ra cảnh báo. Bá 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 bá. Bên trong lưới sắt, vào sâu trong đường ống chừng nửa mét, ba phiến cánh quạt cực lớn đang quay với vận tốc mỗi phút 1.500 vòng, trên cánh quạt còn tuyên khắc phù trận hệ phong, xoáy lên một thanh phong nhận sắc bén, biến đoạn đường ống này thành cối xay thịt vô hình. Khoảng cách quần áo tàn hình triệt để mất đi hiệu lực còn 45 giây xì xì, xì xì. Lý Diệu cảm ứng được quần áo tàn hình trên người dần dần trở nên cứng ngắc, trì trệ. Đây là dấu hiệu tế bào ẩn hình sắp héo rũ. Giờ phút này, hai đội tuần tra đều đã đi tới nơi cách xa hắn nhất, toàn bộ mắt sinh hóa giám sát cũng vừa khéo đang quan sát khu vực khác. Có điều, sau khi lộ tuyến điều chỉnh, thời gian lưu lại cho Lý Diệu chỉ còn 11 giây. Vậy là đủ rồi. Hai tay Lý Diệu lập tức hóa thành hai luồng sương mù xám, trước nhẹ nhẹ hấp thụ bốn miếng pháp bảo như nam châm bên cạnh phù trận cảnh giới bốn miếng pháp bảo hợp thành một mạch kính tạm thời tương đương với tạm thời dẫn phù trận cảnh giới vào đường rẽ để nó bỏ qua chấn động rất nhỏ trên lưới sắt ngay sau đó lý diệu dùng một thanh dao sắc bén cẩn thận cạo xuống gỉ sắt trên lưới hơn nữa còn thu lại những gỉ sắt kia làm xong hết thảy tốn mất ba giây đồng hồ của lý diệu kế tiếp hắn mới vẽ một vòng tròn trên bề mặt lưới sắt vô thanh vô tức cắt bỏ đi chui vào. Phá vỡ lưới sắt không mấy khó khăn, khó chính là để nó khôi phục nguyên dạng. Đội tuần tra đến điểm xa nhất trong cấm khu lại bắt đầu quay người, hai mắt sinh hóa giám sát cũng dần dần chuyển góc trở lại, sắp tập trung tới cửa vào ống thông gió số 2. Mười ngón lý diệu giống như là mười con rắn nhỏ không có xương cốt, giữa mỗi hai ngón tay lại kẹp một sợi lông trâu giống như châm nhỏ. Những châm nhỏ này lại phát sáng, mặt sau còn có một túi dịch nho nhỏ, tồn trữ lượng nhỏ keo dính tự nhiên, vốn được dùng để tiến hành cố định cấu kiện của pháp bảo cỡ siêu nhỏ. Lý Diệu thao túng cơ thịt nhỏ bé trên từng ngón tay, nặng ra keo dính để dán lại lưới sắt, thậm chí hắn còn thổi rỉ sắt vừa tạo xuống lên lớp keo để không ai nhận ra khác thường. Cuối cùng, hắn lấy ra một bình phun, nhẹ nhàng phun lên lưới sắt. Lập tức, mặt ngoài kỹ sét loang lỗ của lưới sắt liền xuất hiện một tầng tro bụi, thậm chí còn có từng đoàn mảnh nhỏ như là mạng nhện. Chợt nhìn, không chút sơ hở, căn bản không nhìn ra dấu vết bị người cường hành phá mở. Lúc này Lý Diệu mới vận dụng linh năng, hút bốn miếng nam châm trở về, để mạch kính của phù trận cảnh giới khôi phục bình thường. Bá Mắt sinh hóa giám sát đảo qua cửa vào đường ống thông gió số 2, không phát hiện bất cứ dị trạng nào. Nhưng thời gian sử dụng của quần áo tàng hình trên người Lý Diệu cũng đạt tới cực hạn, bắt đầu xuất hiện từng vết lốn đốn vặn vẹo. Một khi đội tuần tra tới gần, Nhất định có thể phát hiện đằng sau lưới sắt có một bóng xám mơ hồ. Hai con hắc giáp trùng của Hỏa Nghĩ Vương cũng chui vào theo Lý Diệu, lao thẳng về phía cánh quạt đang xoay tròn. Chiếc quạt này vẫn tốc quay cực nhanh, lực hút mạnh, thường xuyên hút vào một ít côn trùng nho nhỏ. Hai con hắc giáp trùng kia lại đều là Thanh Du Hỏa Trùng do Hỏa Nghĩ Vương tỉ mỉ điều chế, hung hăng đập lên cánh quạt, lập tức phát ra hai tiếng "bành bành", tuôn ra hai hỏa cầu nho nhỏ. Hai hỏa cầu này quấy nhiễu phù trận hệ phong trên cánh quạt, cơ chế bảo hộ của quạt lập tức được khởi động, vận tốc quay thoáng hạ thấp, bắt đầu tiến hành bài trừ dị vật. Nhưng cơ hội này, Lý Diệu trận trừng hai mắt, đồng tử không ngừng rung động, nhìn rõ từng chi tiết trên quạt đang xoay tròn, cũng cảm giác được những phong nhận mà mắt thường không cách nào nhìn thấy. bá Hắn thành công chui vào qua khe hở khi tốc độ cánh quạt giảm xuống mỗi phút 780 vòng. Có ba đạo phong nhận hung hăng cắt lên người hắn chẳng qua hắn khóa cứng cơ bắp quanh thân, không bị cắt ra nửa giọt máu tươi nào. Nửa giây sau, tốc độ quay của quạt lại khôi phục về 1.500 vòng một phút, đội tuần tra kia cũng đúng lúc đi ngang qua cửa vào đường ống số 2. Bọn hắn bị tiếng vang do thanh du hỏa trùng nổ tung hấp dẫn, thoáng hồ nghi bước qua lưới sắt, vào trong nhìn quanh. Quạt vận hành vẫn rất ổn định, ngoại trừ cánh quạt quay tiếp, bọn hắn không chứng kiến thấy gì khác thường. Còn mùi cháy khét nhàn nhạt trong không khí, bọn hắn đều biết rất rõ, chẳng qua là lại có vài con côn trung bị quạt hút vào mà thôi. Trĩ xét, cho bụi thậm chí tơ nhện dính trên lưới sắt đã dẹp tan hồ nghi trong lòng bọn họ, đội tuần tra lại về lại lộ tuyến tuần tra bình thường, triệt để ném chuyện vặt vảnh này ra sau đầu. Phía sau cánh quạt, Lý Diệu lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nhếch miệng cười cười. Từ khu cảnh giới thứ tư thẩm thấu đến khu cảnh giới thứ ba, đã thành công một nửa. Phía trước hắn, là đường ống thông gió đen xì nối thẳng xuống lòng đất, bên trong hiện đầy các loại độc trùng chí mạng được dùng làm hệ thống cảnh giới. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tự nhiên, dưới sự yểm trợ của hỏa nghĩ vương, hết thảy thứ đó đều không thành vấn đề. Lý Diệu ẩn mình sau quạt gió, lặng lặng chờ đợi nửa canh giờ, chờ cho hỏa nghĩ vương tìm kiếm được nơi giấu mình thích hợp. Nửa canh giờ sau, miếng tinh phiến cỡ nhỏ dính sát nơi màng tay trái lý diệu chợt phát ra chấn động nhỏ yếu đó là tín hiệu mà hắn và hỏa nghĩ vương ước định khi trước ba lượt chấn động nhỏ chứng tỏ hỏa nghĩ vương đã thuận lợi tìm kiếm ra nơi ẩn thân tuy bọn họ có thể mang theo pháp bảo thông tin càng thêm thuận tiện cho việc liên lạc nhưng vô luận là pháp bảo gì muốn truyền đưa tin tức càng phức tạp liền sẽ tản mát ra chấn động linh năng càng mãnh liệt cho nên bọn hắn vẫn sử dụng loại tinh phiến chấn động dính sát nơi lưỡi và màng tai này, trước đó đã ước định mấy trăm loại ám hiệu với các tình huống bất đồng, dùng chấn động nhỏ yếu liên hệ với nhau, như vậy chấn động linh năng tán phát ra sẽ là nhỏ nhất. 5 giây sau, Lý Diệu rút ra một bình kim loại phong kính từ sau lưng, nhẹ nhàng xoáy mở nắp trên. Một luồng xương đỏ nhàn nhạt lập tức xâm nhập vào sâu trong ống thông gió, như là có được sinh mạng của riêng nó vậy. Lùng sương đỏ này sẽ khiến tuyệt đại bộ phận yêu thú côn trùng trong đường ống thông gió rơi vào trạng thái thôi miên. Sau đó, Lý Diệu lại vặn mở nắp dưới bình kim loại, từ bên trong thả ra ba con yêu thú côn trùng màu ám kim. Con trùng yêu đầu tiên, sắc nặng sừng to, toàn thân tỏa sáng. Con trùng yêu thứ hai thì nhìn như con nhện, có 12 chân lông năm màu lấp lánh. Con trùng yêu thứ ba lại giống như một con chuồn chuồn cực lớn, trên cánh bán trong suốt, vòng xoáy như hoa văn giống hệt bốn con mắt màu đỏ tươi. Ba con trùng yêu này, dưới sự điều khiển từ xa của hỏa nghĩ vương liền như quân vương trong đám yêu thú côn trùng, dương nanh múa vuốt, uy phong lẫm liệt, chui vào sâu trong đường ống thông gió. Rất nhanh, ở sâu trong ống thông gió chợt truyền đến từng hồi thanh âm sột soạt. Chưa qua một giây, trên màn tai Lý Diệu lần nữa truyền đến chấn động. Bên kia ra hiệu, tất cả yêu thú côn trùng trong đường ống thông gió đã bị ba con trùng hoàng của hỏa nghĩ vương trấn áp, Lý Diệu đứng thẳng người dậy. Bò vào sâu trong ống thông gió, quả nhiên nhìn thấy hơn ngàn con yêu thú côn trùng chi chít phủ phục bên cạnh hắn, im lìm không nhúc nhích. Côn trùng đông nghiệp giống như cỏ sĩ rong rêu, khiến cho Lý Diệu nhìn mà da đầu không khỏi rung lên, trong lòng tự nhủ nếu không có hỏa nghĩ vương phụ trợ. Đoạn đường này nhất định là không bò vào được. Từ khu cảnh giới cấp 4 trên mặt đất, muốn xâm nhập vào khu cảnh giới cấp 3 dưới lòng đất, thì phải đi qua đường ống thông gió có tổng chiều dài là 25 km. Lý Diệu không nóng lòng lẻn vào, mà trước rút ra một ống đồng kim loại từ bên hông, ngừng thở, thả ra ba con phi trùng hoàn toàn mới ở trong đó. Ba con phi trùng này hình thể cực nhỏ, nhỏ hơn 2 phần 3 con mũi bình thường, nhưng đây là kết tinh do Lý Diệu và Hỏa Nghĩ Vương kết hợp điều chế, là kết hợp hoàn mỹ giữa sinh hóa học và linh năng học. Ba con phi trùng chẳng những có thể được Hỏa Nghĩ Vương điều khiển từ xa, chia sẻ tầm quan sát cùng hỏa nghĩ vương, mà ở phần bụng của chúng còn khảm nạm một túi kim loại nho nhỏ, bên trong tồn trữ một giọt độc dịch kỳ diệu. Chúng là mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Lý Diệu phái ra kiêu long hào hộ tống ba con phi trùng, theo ống thông gió bay vào sâu bên trong, dùng hơn nửa giờ liền xâm nhập được vào khu cảnh giới thứ ba của huyết yêu chi nhãn. Lúc này là 7 giờ 22 phút sáng khu cảnh giới thứ ba là khu vực sinh hoạt của nhân viên công tác trong huyết yêu chi nhãn nơi đây có vài sảnh ăn quy mô cực lớn lý diệu và hỏa nghĩ vương đều không biết kim chấn nghĩa sẽ nghỉ ngơi ở phòng nào cũng không có thời gian dư thừa để tìm kiếm nhưng mỗi một sảnh ăn nơi đây đều có đặc sắc riêng khác biệt là vì thiết kế cho các yêu tộc chủng loại bất đồng như vậy vũ tộc thường sẽ tụ tập dùng cơm ở sảnh ăn số ba lý diệu và hỏa nghĩ vương đặt cược vào nơi này bọn hắn đánh cuộc tối hôm qua kim chấn nghĩa nhất định về lại nghỉ ngơi trong khu sinh hoạt hơn nửa buổi sáng nhất định còn tới sảnh ăn dùng cơm đạo lý rất đơn giản vô luận đối với tu chân giả hay cường giả yêu tộc ăn và ngủ không chỉ đơn thuần là nhu cầu sinh lý mà càng là cơ sở để tiến hành tu luyện và công tác đặc biệt là trước khi kế hoạch xích triều sắp phát động càng cần có giấc ngủ sung túc và ẩm thực tốt nhất để tất cả nhân viên công tác giữ được trạng thái đỉnh cao Kim chấn nghĩa là chuyên gia ổn định cơ cấu ở tầng dưới chót, hệ thống ổn định chắc là đã hoàn thành chạy thử từ 10 ngày nửa tháng trước, không khả năng kéo dài tới tận lúc này mới tiến hành chạy thử. Mà ba vệ tinh thẳng hàng còn chưa bắt đầu, giờ phút này lực lượng thủy triều mà huyết yêu chi nhãn hấp thu được còn chưa mạnh, theo lý thuyết, không có khả năng khiến cho hệ thống ổn định gặp sự cố. Cho nên, Kim Chấn Nghĩa với tư cách chuyên gia ổn định công tác ở tầng dưới chót, trước mắt hẳn sẽ khá nhàn rỗi, Chuyện trọng yếu nhất hắn cần làm là nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng sức chờ đợi ngày mai. Lúc này, hắn rất không khả năng ở lì nơi làm việc, liên tục 24 tiếng đồng hồ thức trắng đêm không nghỉ, như vậy, thể xác và tinh thần đều mệt, đợi đến lúc ba vệ tinh thẳng hàng, hắn nhất định gánh không được. Còn sảnh ăn huyết yêu chi nhãn là nơi khác hẳn sảnh ăn bình thường, nơi đây là nhà hàng cao cấp chuyên dùng để chuẩn bị cho các chuyên gia, nguyên liệu nấu ăn cực kỳ xa hoa, ẩn chứa linh năng cực phong phú có thể giúp tất cả chuyên gia bảo trì trí nhớ ở vào trạng thái tốt nhất. Từ tư liệu tổ chức thiên hỏa sưu tập được về Kim Chấn Nghĩa thì có thể thấy, đứa này khá là coi trọng bữa sáng, khi đảm nhiệm công việc giảng dạy ở Học viện Thiên Vũ, mỗi sáng sớm 7 giờ 30 đến 8 giờ đều đúng bữa dùng cơm. Đến huyết yêu chi nhãn, không có lý do nào mà hắn lại đánh mất thói quen này. Lý Diệu và Hỏa Nghĩ Vương nín hơi cùng đợi. Sảnh ăn số 3 dùng dây leo kim ô một trang trí thành một mảnh rừng nhiệt đới nguyên thủy, tất cả bàn ghế đều cũng được làm từ dây leo. Ba con phi trùng ẩn giúp dưới cành lá của đám dây leo đó. 7 giờ 38 phút, lúc Kim Chấn Nghĩa đi vào sảnh ăn, Lý Diệu và Hỏa Nghĩ Vương thoáng liếc mắt liền nhận ra lão đầu mũi khoằm, khuôn mặt hung ác nham hiểm, lưng hơi gù kia. Tâm tình căng thẳng chờ đợi của hai người rốt cục mới yên ổn phần nào. Có điều, phía sau hắn còn đi theo một tên vũ tộc cao lớn, khuôn mặt tuấn Mỹ, bên hông buộc một thanh trường kiếm, bộ dáng cường hãn là cận vệ đi theo hắn như hình với bóng. Chú ý nghe trộm kim chấn nghĩa cùng hộ vệ nói chuyện, tìm hiểu xưng hô và thái độ của hắn đối với hộ vệ. 7 giờ 41 phút, kim chấn nghĩa và hộ vệ ngồi xuống trong một hốc cây. Ba con phi trùng thần không biết quỷ không hay di động tới dây leo trên đỉnh đầu hắn. Ở nơi cách đỉnh đầu bọn hắn 7-8 km, Lý Diệu giống như một con cá chạch lao nhanh trong đường ống thông gió. 7 giờ 45 phút, Kim Chấn Nghĩa tiếp lấy một bộ não sinh hóa đưa lên trên huyệt Thái Dương, một bên đọc tư liệu trong não sinh hóa, một bên bắt đầu dùng cơm. Trên đỉnh đầu hắn và tên cận vệ, con thứ nhất trong ba con phi trùng lặng lẽ đẩy ra một giọt độc dịch nơi phần bụng. Thông qua chuyển hóa đặc thù của phù trận sương mù hóa, giọt độc dịch này lập tức hóa thành một đoàn sương mù nhàn nhạt, bị Kim Chấn Nghĩa và hộ vệ hít vào xoang mũi hắt xì. Hai người gần như đồng thời hắt hơi một cái. Nhưng lúc bọn hắn hắt hơi, phi trùng số 2 và phi trùng số 3 như thiểm điện rơi xuống tóc bọn hắn, sự chú ý của hai người hoàn toàn cái hắt hơi vừa rồi quấy nhiễu, hoàn toàn không hay biết gì về sự tồn tại của hai con phi trùng. 7 giờ 58 phút, Lý Diệu bò tới điểm cuối đường ống thông gió. Phía dưới hắn là cửa ra vào bệnh viện nằm đối diện đường ống thông gió, so với trên mặt đất, phòng ngự ở đây buông lỏng hơn rất nhiều, chỉ có một tầng lưới sắt được hàng chất cực đơn giản. Lý Diệu thở vào một hơi nhẹ nhõm, khẽ điều chỉnh cơ thịt trên mặt, biến hóa ra một khuôn mặt khác. Hắn từ trong càng không giới và ba lô trên người lấy ra một đống bảo bối. Trước là cầm ra nước thuốc thay đổi màu da và mùi trên cơ thể, sau đó dán màn vân tay lên trên ngón tay, tiếp nữa là dán lên hầu kết phụ trận cải biến âm thanh, rồi đeo lên mắt tinh phiến dùng để mô phỏng mống mắt cơ bắp và cốt cách lý diệu cũng từ từ mô phỏng ra bộ dạng kim chấn nghĩa cơ bắp lực lưỡng dần dần khô héo đi từng sợi nếp nhăn xuất hiện trên khóe mắt thậm chí thúc giục chân lông trên cơ thể sinh trưởng ra bộ râu rậm rồi nhuộm chúng thành màu nâu đồng khó khăn nhất là phần cánh sau lưng kim chấn nghĩa mọc một đôi cánh nho nhỏ đây là đặc trưng của vũ tộc dù ở thế giới dưới mặt đất không cách nào dùng để phi hành nhưng lúc vũ tộc trao đổi cùng người khác cánh thường sẽ mở ra khép lại hoặc rung rung dùng để biểu đạt cảm xúc giống như lỗ tai hay đuôi của các yêu tộc khác lý diệu dùng kim loại rỗng siêu nhẹ luyện chế ra hai bộ khung xương như nhánh cây trên đó tán ra mấy chục nhánh nhỏ tất cả chặt cây đều có thể thông qua tinh tuyến nối liền với cơ bắp trên lưng hắn sau đó chuyên gia tổ chức thiên hỏa bao trùng lên khung xương kim loại một tầng tế bào máu thịt và làn da trên từng nhánh lại cắm vào lông vũ tự nhiên tiến hành so đối điều chỉnh với ảnh chụp kim chấn nghĩa trong thời gian ngắn khó mà phát hiện ra khác biệt Thông qua điều tiết cơ lưng rộng, cơ thang và cơ ba đầu, vi diệu dẫn dắt những tinh tuyến này, có thể mô phỏng động tác cánh của vũ tộc không chút sơ hở. May mắn có công chúa vũ tộc là Kim Tâm Nguyệt mới có thể giúp Lý Diệu nắm giữ được phương thức sử dụng cánh tinh tế của vũ tộc chỉ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủn. Hoàn thành ngụy trang, đã là 8 giờ 5 phút. Lúc này, Kim Chấn Nghĩa đã dùng cơm xong, đang cùng cận vệ đi tới cửa ra sảnh ăn. Số 2, tiêm vào độc dịch. Con phi trùng số 2 sấp trên mái tóc Kim Chấn Nghĩa dùng gai nhọn hoắt nhẹ nhàng đâm vào óc Kim Chấn Nghĩa, phần bụng đẩy vào một giọt độc dịch. Lập tức, máu trong não Kim Chấn Nghĩa bị độc dịch ăn mòn, hồng cầu nổ tung từng mảnh lớn. Kim Chấn Nghĩa mắt trợn trừng, kêu ta a à, hai tiếng, bữa sáng mới ăn xong vừa rồi phun hết cả ra, bổ nhào ra sau. Cận vệ tay mắt lanh lẹ đỡ lấy Kim Chấn Nghĩa, trước là kiểm tra con ngươi của hắn, sau đó lại kiểm tra mạch đập, rồi từ trong lòng ngực lấy ra một ống thuốc màu bạc, tiêm vào động mạch, sau đó mới cao giọng nói. Kim lão sư tẩu hỏa nhập ma, nhanh đưa vào bệnh viện. Đối với những chuyên gia trí nhớ vô cùng cao minh mà nói, nơi này chính là chiến trường của bọn hắn, tiêu hao tế bào não vượt quá mức giới hạn trong một thời gian dài khiến cho hồng cầu nổ tung, thần kinh héo rút, thậm chí rất nhiều tế bào não chết đi, đấy đều là những chuyện xảy ra thường xuyên. Đặc biệt là giai đoạn kế hoạch xích triều tiến triển đến giờ phút này, vì hoán cải hình thức truyền tống của huyết yêu chi nhãn chọn mấy ngàn nhân viên công tác làm việc suốt ngày đêm ai nấy đều thiêu đốt tánh mạng tiêu hao thần hồn hao hết rất nhiều tâm huyết thời gian nửa năm số nhân viên công tác trọng thương thậm chí tử vong đã lên tới mười mấy người tẩu hỏa nhập ma xuất huyết não là hiện tượng hết sức bình thường mà đấy cũng chính là hiệu quả độc dịch hỏa nghĩ vương điều chế tạo ra loại độc chất này có chứa tính ăn mòn nhỏ yếu có thể hòa tan hồng cầu hơn nữa khiến cho bộ phận thần kinh não héo rút, bệnh trạng giống hệt hiện tượng dùng não quá độ tẩu hỏa nhập ma. Loại tẩu hỏa nhập ma này là bệnh thông thường trong huyết yêu chi nhãn, trong sảnh ăn số 3 vốn cũng có bác sĩ chữa bệnh và nhân viên chăm sóc chờ lệnh, nháy mắt khi nhìn thấy kim chấn nghĩa bổ nhào, không cần cận vệ kêu la, lập tức đã có một tên bác sĩ và một tên hộ công đi tới. Sau khi kiểm tra sơ qua đồng tử, bác sĩ nói, đúng là tẩu hỏa nhập ma, chẳng qua bệnh trạng không nghiêm trọng lắm, lập tức tới bệnh viện điều dưỡng một lát là ổn mọi người cùng nhau đưa kim chấn nghĩa vào trong một khoang điều trị sinh hóa có thể di động vội vã rời khỏi sảnh ăn chuyện này không hề dẫn phát bạo động quá lớn trong sảnh ăn mấy tháng qua người đột nhiên tẩu hỏa nhập ma giống như vậy thật sự quá nhiều thậm chí có người đang tranh luận vấn đề kỹ thuật nào đó cùng đồng sự bỗng nhiên đầu nổ tung óc bắn tung tóe ra đất so sánh ra chuyện của kim chấn nghĩa thật sự chẳng đáng là gì khu cảnh giới cấp 3, trong bệnh viện. Tùy theo ba vệ tinh thẳng hàng càng lúc càng gần, huyết yêu chi nhãn hoàn toàn mới sắp được mở ra, càng lúc càng có nhiều chuyên gia đến gần bên mép sụp đổ. Dù chưa tẩu hỏa nhập ma, bọn hắn đều được yêu cầu đến bệnh viện tiến hành kiểm tra toàn diện thân thể. Hơn nữa còn cung cấp thuốc chữa bệnh thích hợp, cam đoan thời khắc mấu chốt đại não ổn định. Là bệnh viện duy nhất nằm ở khu vực trung tâm huyết yêu chi nhãn, người ở đây rất đông, náo nhiệt vô cùng hơn 10 bác sĩ đều bận đến tối tăm mặt mũi. May mắn, với cấp bậc và bệnh tình của Kim Chấn Nghĩa thì vẫn được an trí đến một gian phòng bệnh hai người, sau đó lập tức có bác sĩ đến khám chữa bệnh cho hắn. Là dùng não quá độ, hồng cầu nổ tung bình thường. May mạch máu chủ không nổ, thời gian cũng không dài, máu chưa đông tắc, cũng không gây áp lực lên trung khu thần kinh. Kim lão sư thần hồn lớn mạnh, tế bào não cực kỳ mạnh mẽ, đang trong quá trình tự chữa trị, máu đông đang nhanh chóng tan rã, mạch máu bị đứt cũng tự nối lại rồi. Sau đây ta sẽ tiêm mấy ống thuốc xúc tiến tế bào não hoạt động, rồi truyền một ít dịch dinh dưỡng giàu có linh năng, kim lão sư nghỉ ngơi trong khoang điều trị sinh hóa mấy phút là sẽ khỏe lại. Một tên bác sĩ cường tráng toàn thân mọc đầy lông xám như là bò rừng sau khi tiến hành khám tỉ mỉ cho kim chấn nghĩa liền bắt đầu tiêm thuốc. Cường giả yêu tộc cũng như tu chân giả, đại não phát triển hơn xa thường nhân, với bọn hắn mà nói, xuất huyết não không phải bệnh tình gì quá mức nghiêm trọng chẳng khác mấy với cảm nắng thiếu máu hoặc là mệt nhọc quá độ dinh dưỡng không đủ của người bình thường chỉ cần mạch máu chủ và trung khu thần kinh không bị tổn thương dù không uống thuốc cùng lắm là mất chút thời giờ liền sẽ từ từ hồi phục lại lúc này kim chấn nghĩa cũng đã tỉnh lại sắc mặt âm trầm gật gật đầu quay sang nói với cận vệ tiểu quang nói một tiếng với bên trong ta chậm chút lại đi vào Nâng Kim Chấn Nghĩa vào trong khoang điều trị sinh hóa, thiết lập thời gian trị liệu là 3 giờ, sau đó bác sĩ mới rời đi. Hôm nay số bệnh nhân tiếp nhận kiểm tra và trị liệu thật sự quá nhiều, bác sĩ tự nhiên không khả năng ngồi ngốc ở đây chờ đợi suốt 3 giờ. Lúc này, trong phòng bệnh có tổng cộng 2 khoang điều trị sinh hóa. Ba gã yêu tộc, Kim Chấn Nghĩa, cận vệ Tiểu Quang, cùng với một nhân viên công tác khác cũng đang tiếp nhận trị liệu. Chẳng qua, cấp bậc nhân viên công tác này hiển nhiên không cao bằng kim chấn nghĩa, bên người không có bảo tiêu đi theo. Trong liều thuốc sinh hóa ẩn chứa thành phần thôi miên cực nhỏ, đứa này đã ngủ say, nhìn số liệu trên khoang điều trị, thời gian trị liệu của hắn còn hơn một giờ. Kim lão sư, ngài cứ ở tạm trong đây một lát. Cận vệ, tiểu quan, cung kính nói. Từ kim chấn nghĩa ứng một tiếng, hắn quả thực còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại sau cơn xuất huyết não, hơn nữa thành phần thôi miên trong thuốc sinh hóa rất nhanh liền khiến hắn nhắm mắt lại, hô hấp cũng trở nên trầm thấp đều đều. Cận vệ tiểu quan ngồi xuống trên ghế bên cạnh, thân hình thẳng tắp, hai mắt mở to nhìn chầm chầm kim chấn nghĩa. Đúng lúc này. Xoẹt. Con phi trùng thứ ba ẩn nút trên đầu tóc tên cận vệ nhẹ nhàng tiêm một giọt độc dịch vào trong mạch máu hắn. Độc dịch này khác với độc dịch được tiêm vào trong cơ thể kim chấn nghĩa, nó không khiến người xuất huyết não, ngược lại kích thích trung khu thần kinh, khiến người sinh ra cảm giác buồn nôn dữ dội. Ọt ọt, ọt ọt, ọt Bụng tên cận vệ phát ra từng hồi tiếng ở chua, sắc mặt của hắn dần dần từ trắng biến xanh. Phốc 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 phốc. Tên cận vệ đánh rắm mấy tiếng liên tục, sắc mặt lại từ dưa leo biến thành cà rốt. Hắn bịt lấy mũi, duỗi cánh ra phe phẩy, liếc mắt nhìn xuống, may mắn Kim Chấn Nghĩa và tên bệnh nhân kia đều đang ngủ say trong khoang điều trị. Ọc, 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 ọc. tiếng dị vang trong bụng càng lúc càng gấp cận vệ che bụng hai hàng lông mày dựng đứng lên hàm răng nghiến vang ken két nhịn năm phút đồng hồ thật sự nhịn hết nổi tên cận vệ đứng bật dậy loại phòng bệnh hai người này là một phòng xếp lớn bên trong kèm theo một toilet không cần phải đi ra bên ngoài cận vệ lấy ra một con linh tước màu nông vàng lông xù đầu như gà con từ trong lòng ném ra giữa không trung tiểu hoàng tước lập tức lượng vòng quanh khoang điều trị của kim chấn nghĩa linh tước này cũng là một loại yêu thú được điều chế cặp mắt của nó có tác dụng như mắt sinh hóa giám sát thông qua phóng thích sóng điện não nhỏ yếu kết nối cùng sóng điện não của tên cận vệ giúp tên cận vệ dù ở trong nhà vệ sinh bên kia tường đều có thể nhìn rõ những chuyện xảy ra bên ngoài cận vệ yên tâm lúc này mới ôm bụng tiến vào toilet ngay tích tắc khi cận vệ đóng cửa lại trong đường ống thông gió phía trên phòng bệnh bay ra một con sâu nhỏ như con rận tốc độ nhanh như tia chớp từ sau lưng chuẩn xác nhảy tới trên đầu tiểu hoàng tước xoẹt từ nơi bụng con rận cũng đâm ra một mũi độc châm đâm vào sau đầu tiểu hoàng tước phóng ra lượng nhỏ độc dịch gây mê làm nhiễu võng mạc và thần kinh thị giác của nó loại linh tước giám sát này là một trong những yêu thú vũ tộc thường dùng nhất kim tâm nguyệt thân là đại công chúa kim ô quốc tự nhiên rõ ràng tính năng và nhược điểm của nó như lòng bàn tay ngay tích tắc khi hai mắt linh tước giám sát mất linh cận vệ trong nhà vệ sinh cũng nên đón luồng xung kích đầu tiên từ tác động của độc dịch thần kinh căng cứng hết sức phản ứng với bên ngoài cũng chậm lại cửa phòng bệnh bị vô thanh vô tức mở ra một đạo u ảnh lướt vào lý diệu không bò xuống theo đường ống thông gió mà từ trên hành lang nghênh ngang đi tới hắn mặc thân áo khoác trắng dùng một bộ khẩu trang đặc chế che đi hơn phân nửa khuôn mặt, trước từ đường ống thông gió bò vào toilet công cộng phía cuối hành lang, sau đó mới quang minh chính đại đi đến chỗ này. 3. Bốn viên hạt châu xanh đen được Lý Diệu nhẹ nhàng bắn ra, tạo thành một tam giác lập thể trên khoang sinh hóa trị liệu cho kim chấn nghĩa, vương dài ra ba đạo màn ánh sáng cũng màu xanh, như một chùm tia sáng hoàn toàn bao phủ lấy khoang sinh hóa. Loại pháp bảo này tên là phong ba tháp, có thể thả ra cấm chế, tạm thời ngăn chặn hết thảy chấn động bên trong phóng thích ra ngoài tạp âm chấn động và linh năng ba động hết thảy đều bị ngăn chặn lý diệu hóa thành một đạo thiểm điện tiến vào trong cấm chế từ trên cao nhìn xuống kim chấn nghĩa sát khí lạnh thấu xương khiến kim chấn nghĩa lập tức có phản ứng nhưng mà hắn là chuyên gia phù trận chứ không phải chiến sĩ hung hãn mà dù có là chiến sĩ thì vẫn sao có thể là đối thủ của cứu cực kim đan như lý diệu lý diệu giơ tay phải ra Khẽ hấp, liền kéo kim chấn nghĩa ra từ trong khoang sinh hóa, kẹt cứng lấy cổ hắn. Kim chấn nghĩa trợn mắt há hốc mồm, hồn nhiên không biết sát thần này rốt cục chui ra từ đâu, hai mắt lập tức hiện đầy tơ máu, theo bản năng muốn tìm cách giải dụa. Nhưng hắn như bị gông xiền vô hình trói buộc, đến cả một sợi lông vũ đều không thể nhúc nhích, linh năng sôi trào như là nham tương tuôn ra từ lòng bàn tay lý diệu, thuận theo động mạch chủ nơi của lưu chuyển quanh thân, sau cùng hội tụ trong não hắn ba 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 lúc này mạch máu trên người kim chấn nghĩa và trung khu thần kinh đều đang sôi trào thiêu đốt nổ tung kim chấn nghĩa thậm chí không kịp kêu thảm tiếng nào thì đã bị lý diệu giết chết lý diệu mặt không đổi sắc tay phải rung lên lòng bàn tay xuất hiện một viên hạt châu màu đỏ hồng mặt ngoài hạt châu tuyên khắc linh văn huyền ảo phức tạp giống như từng sợi hỏa diễm nhảy nhót bất định hắn dùng tay trái mở miệng kim chấn nghĩa ra hung hăng nhét hạt châu hỏa diễm vào mùng kim chấn nghĩa dùng chân khí cường hành rót vào trong bụng kim chấn nghĩa lý diệu lẩm bẩm mấy tiếng hai tay nhanh chóng kết ấn nơi ngực bụng kim chấn nghĩa dần dần trở nên trong suốt giống như trong bụng hắn có một ngọn đèn pha đang tỏa ánh sáng xuyên ra bên ngoài ngay sau đó trên làn da tái nhật của kim chấn nghĩa chợt hiện ra từng đạo hỏa diễm lưu văn dương nanh múa vuốt phản phất như linh văn được tuyên khắc trên hỏa diễm châu đều được chuyển dời lên da hắn những hỏa diễm lưu văn này vô thanh vô tức lan tràn thiêu đốt lên cắn nuốt thi thể kim chấn nghĩa dần dần cháy thành một đống tro tàn nhưng lại không tản mát ra ngoài nửa phần nhiệt lượng đầu ngón tay lý diệu lần nữa xuất hiện một hạt châu lượng lờ băng văn màu trắng hai tay hợp lại nghiền hạt châu thành bụi phấn bụi phấn rơi trên tro tàn tro tàn lập tức bị đông kết thành một khối băng lúc này toa lét truyền đến tiếng xả nước lý diệu giành giật từng giây tuy hắn sớm đã làm xong ngụy trang sơ bộ nhưng Kim Chấn Nghĩa đã công tác dưới lòng đất huyết yêu chi nhãn tận nửa năm, hình thể không khả năng giống nửa năm trước như đúc. Lý Diệu phải để cơ thịt tiến một bước héo rút hoặc bành trướng, đồng thời tăng thêm mấy đạo nếp nhăn nhỏ bé, như vậy mới có thể khiến mình giống hệt Kim Chấn Nghĩa vào lúc này. Một bên điều chỉnh cơ bắp và cốt cách, một bên phóng ra một quả cầu kim loại bốn phía chạm rỗng, quay tròn xoay tiếp giữa không trung. Quả cầu nhỏ này là một loại pháp bảo tương tự như máy hút bụi, có thể hấp thu hết thảy mọi khí tức cho tàn và ba động lưu trong phong ba tháp chính là pháp bảo phụ trợ lợi hại nhất cho hành động giết người cướp của hủy thi diệt tích hưu 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 quả cầu hút bụi nhanh chóng xoay tròn phản phất hình thành một vòng xoáy cực mạnh hấp thu sạch sẽ mọi dấu vết còn sót lại sau đó lý diệu mới thu lại tất cả pháp bảo và quần áo cởi ra vào trong càng không giới hắn vừa mới xuyên vào trong khoang sinh hóa cận vệ liền từ trong nhà vệ sinh sản khoái đi ra giờ phút này nếp nhăn trên mặt lý diệu còn chưa hoàn thành ngụy trạng thế là bèn dứt khoát trở mình trong khoang sinh hóa đưa lưng về phía bảo tiêu dùng đôi cánh rộng che đi biến hóa trên người cận vệ tùy ý nhìn lướt qua ngồi xuống trên ghế lý diệu thoáng thở dài một hơi hai mắt nhắm lại làm bộ sa vào ngủ say nhưng trong đầu lại cấp cốc suy nghĩ tới hệ thống ổn định ở tầng dưới chót nghĩ tới vài loại kết cấu có khả năng đối mặt cùng với những vấn đề mà kim chấn nghĩa có thể gặp phải theo như nghiên cứu của huyết yêu giới đối với phù trận học linh văn học kết hợp với quy mô huyết yêu chi nhãn thì thấy cấu hình chỉnh thể linh năng mà bọn hắn dùng không có quá nhiều lựa chọn kim chấn nghĩa có ba quyển chuyên khảo nổi bật đi tìm nguồn gốc yêu văn nghiên cứu phù trận ở thời vương triều kim bằng và nguyên lý ổn định phù trận ba pha từ trong ba quyển chuyên khảo này ta có thể sơ bộ tinh luyện ra phong cách chế phù của hắn mô phỏng suy nghĩ cùng với mấy trăm loại phù trận mà hắn thường sử dụng hắn là chuyên gia lâu năm mấy chục năm qua phong cách học thuật đã thành hình không khả năng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất trong ngắn hạn được như vậy khi hắn đối mặt siêu đại hình pháp bảo như huyết yêu chi nhãn muốn giải quyết tính ổn định và tính kim dung cách thức xử lý đều có thể dự đoán ra được lý diệu đặt mình vào góc độ kim chấn nghĩa giả thiết mình chính là kim chấn nghĩa khi đó sẽ chọn dùng phương thức gì để tiến hành gia cố cơ cấu tầng dưới chót lý diệu phải biết rõ điểm này bởi vì điều này liên quan đến hắn phải dùng phương thức gì để phá hư tính ổn định của trọn bộ hệ thống. Phá hư hệ thống không mấy khó khăn, khó chính là hắn phải khiến huyết yêu chi nhãn triệt để sụp đổ trong thời gian mấy giây ngắn ngủn, tuyệt không cho đối phương có thời gian hoán đổi phương án dự phòng. Đồng thời, hắn cũng lặng lẽ cảm giác phản ứng của tên cận vệ. Hắn thả ra một nhúm tơ mảnh linh năng vô ảnh vô hình, giám sát nhịp tim và tốc độ chảy của huyết dịch trong người tên cận vệ. Cận vệ chính là một trong những người hiểu rõ kim chấn nghĩa nhất nếu nhìn thấy điều gì sơ hở nhịp tim và tốc độ chảy huyết dịch của hắn nhất định sẽ xuất hiện dị thường khi đó lý diệu phải nghĩ ra cách đối phó may mắn cận vệ không nhìn ra sơ hở nào tên bảo tiêu này căn bản không nghĩ tới mình chỉ vừa đi vệ sinh tí thôi mà mục tiêu mình bảo hộ hoặc có thể nói là giám sát đã bị người ta đánh tráo rồi hai giờ sau từ nhịp tim mạch đập và biến hóa của đồng tử, ngài đã hoàn toàn khôi phục. Bác sĩ tiến hành kiểm tra sơ bộ cho Lý Diệu, sau đó mỉm cười nói. Có điều, để đảm bảo, tốt nhất ta đề nghị ngài tiến hành một lần kiểm tra toàn diện. Không cần. Lý Diệu có phần gấp gáp mặt vào quần áo, lay động khung cánh nhân tạo, dùng cơ lưng dẫn dắt tinh tuyến, thao túng lông vũ biểu đạt cảm xúc nôn nóng. Giờ ta cảm thấy rất tốt, không có thời gian để lề mề ở đây, phải lập tức đi làm việc. Tiểu quan, chúng ta đi thôi. Lý Diệu tự nhiên không muốn tiếp nhận kiểm tra toàn diện, như vậy sẽ cực dễ lộ ra sơ hở. Vâng, Kim Lão Sư. Cận vệ nhận lấy một hộp băng phong kính từ chỗ bác sĩ, bên trong là ba liều thuốc điều trị khẩn cấp, vạn nhất xuất huyết não lần nữa xảy ra thì cũng có thể trị liệu kịp thời. Chuyên gia ở huyết yêu chi nhãn phần lớn là những người cùng làm việc, giành giật từng giây để công tác. Rất nhiều người nếu chỉ là tẩu hỏa nhập ma nhỏ nhẹ, bọn họ căn bản không muốn tới bệnh viện, mà thường thường ngồi xuống điều tức một lát, lại tiêm một liều thuốc điều trị, sau đó lại lao đầu vào công tác quên ăn quên ngủ. Khách quan mà nói, phản ứng của Lý Diệu không hề dị thường, bác sĩ cũng chỉ dặn dò vài câu liền để bọn hắn tùy ý rời đi. Rời khỏi bệnh viện, Lý Diệu làm bộ ra vẻ thân thể còn hơi chút suy yếu, cố ý rớt lại phía sau nửa bước, để cận vệ đi trước dẫn đường. Tính cách kim chấn nghĩa vốn âm trầm, trầm mặt ít nói, ngoại trừ công tác ra thì không thích trao đổi với người ngoài, đây cũng là một trong những nguyên nhân Lý Diệu lựa chọn hắn làm mục tiêu. Hai người lặng lặng đi đường, cận vệ không chút nghi ngờ, rất nhanh liền dẫn Lý Diệu tới bậc thềm khu sinh hoạt. Nơi đây là thông đạo duy nhất nối giữa khu sinh hoạt tới khu làm việc, cũng là đường ranh giới giữa khu cảnh giới thứ ba và khu cảnh giới thứ hai. Phía trước bậc thềm bố trí mấy đạo kiểm trắc nghiêm mật, còn có một đội liên quân vạn yêu thần sắc tinh hãn, ánh mắt sáng ngời đứng canh khu cảnh giới thứ nhất và thứ hai là nơi làm việc chính thức của huyết yêu chi nhãn phòng ngự cực sâm nghiêm tuyệt không gốc chết bất luận đường ống thông gió kênh mương thoát nước hay thông đạo dùng để ứng phó trong trường hợp khẩn cấp tất cả đều được cảnh giới bằng một hệ thống hết sức nghiêm mật lý diệu và hỏa nghĩ vương kim tâm nguyệt nhiều lần suy diễn cho ra được một kết luận đó là dù hỏa nghĩ vương khống chế toàn bộ yêu thú có trong tay cũng tuyệt đối không cách nào lẻn vào cho nên lý diệu đành phải mạo danh thế thân Quang Minh chính đại tiến vào, bá bốn đạo huyền quang giao xoa quét qua khuôn mặt, hình thể thậm chí cả tư thế đi đường của Lý Diệu và cận vệ phía đối diện lập tức tra ra được tin tức thân phận của hai người. chuyên gia cấp một kim chấn nghĩa thời gian công tác tiêu chuẩn là buổi sáng tám giờ bốn phút đến buổi tối 10 giờ hai phút tại sao lại xuất hiện muộn 3 tiếng đồng hồ hai tên sĩ quan phía đối diện ngẩng đầu lên đôi mắt lạnh lùng như băng nhìn chằm chằm Lý Diệu nghiêm mặt hỏi. Cận vệ tiến lên một bước, đưa lên chứng từ ghi chép trị liệu được bác sĩ ký tên của Kim Chấn Nghĩa. Buổi sáng lúc Kim lão sư dùng cơm ở sảnh ăn số 3 thì bị tẩu hỏa nhập ma, bận tiến hành khôi phục trị liệu trong bệnh viện suốt 3 giờ, đây là chứng minh của bệnh viện. Hai tên sĩ quan lật qua lật lại nhìn hồi lâu, lại liên lạc với sảnh ăn số 3 và bệnh viện, xác nhận việc này rồi mới khẽ gật đầu, nói với hai người. Bắt đầu đi phía trước hai người là một loạt pháp bảo kiểm trắc đầu tiên là pháp bảo kiểm trắc vân tay thứ này giống như một khối cầu thủy tinh bề mặt phân bố nhiều lỗ nhỏ theo thứ tự đối ứng với hình tay hình vuốt hình móng nhắm tới đủ loại yêu tộc khác nhau lý diệu đưa tay trái lên nơi vị trí ngón giữa đột nhiên mọc ra một cây châm nhỏ nhẹ nhàng đâm khẽ lên ngón tay hắn hấp thụ một giọt huyết dịch lý diệu sớm có chuẩn bị chẳng những vân tay mô phỏng theo kim chấn nghĩa mà dưới màn dáng vân tay còn có một túi máu nhỏ, bên trong tồn trữ một giọt bản mẫu huyết dịch của Kim Chấn Nghĩa. Lát sau, từ sâu trong phù trận truyền đến hai tiếng tích tích, phát ra ánh sáng xanh nhu hòa. Thông qua kiểm trắc vân tay, thông qua kiểm trắc huyết dịch, phù hợp thân phận. Một tên sĩ quan tiến lại, dùng dụng cụ đặc thù nâng mí mắt Lý Diệu lên, kiểm tra xem trên mắt hắn có đeo tinh phiến hay không. Lý Diệu đương nhiên có đeo tinh phiến, nhưng là tinh phiến đời mới nhất do hỏa nghĩ vương đích thân nghiên cứu, một khi dính lên trên mắt liền sẽ tự động hòa tan, tuyệt đối không kiểm tra ra dị thường. Sau 2 đến 3 ngày, loại tinh phiến sinh hóa dùng tế bào hoạt tính điều chế ra này sẽ bị thân thể triệt để hấp thu dưới tác dụng của quá trình trao đổi chất. Tên sĩ quan tỉ mỹ nghiên cứu cả buổi, sau đó mới cầm một dụng cụ mới đặt lên hai mắt lý diệu. Bá Hai đạo hào quang bảy màu lộng lẫy đâm thẳng vào sâu trong đồng tử lý diệu tích tích, hoàn thành đối chiếu móng mắt, độ phù hợp 100%. Thần sắc sĩ quan không có nửa phần biến hóa, vẫn nghiêm mặt nói. Tiếp sau là kiểm trắc âm thanh, mời ngài đọc theo ta thiên nguyên phá diệt, huyết yêu vạn tuế. Nói xong, hắn cầm hai dây thần kinh sinh hóa đối với hầu kết và động mạch chủ của Lý Diệu. Lý Diệu thản nhiên nói. Thiên nguyên phá diệt, huyết yêu vạn tuế. Tích tích, thông qua kiểm trắc âm thanh. Sĩ quan giơ tay ra, lễ độ nói mời ngài rút xuống một sợi tóc và một sợi lông để chúng ta tiến hành bước kiểm trắc cuối cùng yên tâm sẽ không để lỡ thời gian của ngài sắc mặt lý diệu càng lúc càng âm trầm như là tên cùng làm việc bị người ta làm phiền sắp nổi điên tới nơi hắn từ trên đầu và trên cánh hung hăng nhổ xuống một sợi tóc và một sợi lông sợi lông kia dường như nhổ quá mạnh gốc lông còn dính ít máu tự nhiên tóc và lông đều được sưu tập từ nơi ở của kim chấn nghĩa trong đó tóc được dùng keo dính đặc thù gắn trên da đầu lông thì trực tiếp gắn vào cánh nhân tạo nửa phút đồng hồ đạo kiểm trắc cuối cùng cũng thuận lợi thông qua ở một thông đạo khác bên cạnh lý diệu cận vệ cũng đã trải qua quy trình kiểm trắc nghiêm mật tương tự trầm giọng nói chúng ta có thể đi được chưa cho đi tên sĩ quan phất phất tay ấn xuống công tắc một tên nhân viên công tác khác lập tức đưa vào địa điểm công tác của kim chấn nghĩa bốn phía bậc thềm lên xuống bắt đầu lóe sáng phù văn chuẩn bị đưa hai người tới địa chỉ làm việc bậc thềm lên xuống tương tự như truyền tống trận cự ly ngắn trong huyết yêu chi nhãn đều do chuyên gia phụ trách điều khiển cần đưa vào vân tay và mật mã mới có thể khởi động đây vốn cũng là một cách đảm bảo an toàn hơn nữa còn giúp lý diệu nhanh chóng đi tới nơi làm việc đợi một chút lúc lý diệu và cận vệ đang muốn bước lên truyền tống trận ba tên sĩ quan lang tộc mặc chế phục màu đen trên tay áo đeo phù hiệu màu đỏ tươi chật từ trong góc chậm rãi đứng dậy vỗ nhẹ lan nha chiến đao bên hông tự tiếu phi tiếu nhìn hai người tâm tạng lý diệu lập tức nhảy lên không biết mình sơ hở chỗ nào mà khiến đối phương nghi ngờ là mùi trên người ư cứu giác lan tộc cực kỳ nhạy bén đến đẳng cấp như lý diệu hoàn toàn có thể tùy ý khóa chết lỗ chân lông quanh người hơn nữa còn tạm thời phong bế tuyến mồ hôi không để cho mùi trên người tản ra hơn nữa quân đoàn thiên hỏa cũng trộn được vài bộ quần áo cũ cùng với chăn màn gối đệm từng được sử dụng qua từ trong nhà kim chấn nghĩa, từ đó chiết xuất ra dung dịch mùi đặc thù của hắn. Lý Diệu đã bôi dung dịch này lên người, đặc biệt là dưới nách và trên cánh, mùi tản mát ra tuyệt đối giống kim chấn nghĩa đến 99,99%. ,99%. Có điều, dù sao cũng chỉ là 99,99%. ,99%. Tuy ăn đồ ăn khác nhau, phun nước hoa khác nhau, hoặc là vừa nãy mới ngâm bình trong khoang sinh hóa 3 tiếng đồng hồ cũng có thể khiến cho mùi bị thay đổi. Nhưng đối phương một khi đã sinh tâm nghi ngờ, thì không khả năng sẽ đơn giản bỏ qua. Cánh mũi tên sĩ quan lang tộc đi đầu khẽ co lại, hai con ngươi đỏ như máu thoáng chớp động, lễ độ cuối mình vái chào lý diệu. Hắn đung đưa chiếc đuôi, rất là xin lỗi nói. Ngại quá, Kim Lão Sư, thượng cấp có lệnh, từ hôm nay trở đi, Tất cả chuyên gia không tiến vào khu làm việc trong thời gian bình thường đều phải tiến hành một đạo kiểm trắc bất kỳ. Ngài không ngại ta tùy ý rút ra một giọt huyết dịch trên người để tiến hành kiểm tra lần nữa chứ. Lý Diệu tâm tư điện chuyển, nhướng mày, khóe mắt hơi nhảy, từng sợi lông vũ sau lưng dựng đứng lên, trên ngọn lông vũ lộ ra một tia đỏ chói. Đây là phương thức biểu đạt phẫn nộ của ngân huyết vũ tộc khi bị vũ nhục. Trong đó, số lượng và góc độ lông vũ dựng đứng đều rất đặc thù. Tỷ như bây giờ, Lý Diệu dựng lên tổng cộng 22 phiến lông vũ. 12 phiến trong đó phần mũi đỏ ẩn lên, đại biểu cho phẫn nộ ở mức tương đối cao. Có thể diễn dịch ra thành ta hiểu công tác của ngươi, nhưng làm vậy quá lãng phí thời gian. Tuy tên sĩ quan lan tộc này chưa hẳn đã biết phương thức biểu đạt của vũ tộc, nhưng cận vệ bên người Lý Diệu thì nhất định biết rõ. Quả nhiên, cận vệ cũng rung cánh, dựng lên trên trăm sợi lông vũ. Địa vị của hắn thấp hơn Kim Chấn Nghĩa rất nhiều, phương thức biểu đạt cũng thô lỗ hơn hẳn Kim Chấn Nghĩa. Với vũ tộc, dựng thẳng lên trên trăm sợi lông vũ, gần như bằng với chỉ thẳng vào mặt đối phương chửi mẹ nó. Tên sĩ quan lang tộc vẫn mỉm cười nhìn xem hai người, không tức giận, cũng không cho đi, sắc mặt lại càng lúc càng lạnh. Lý Diệu trùng trùng hừ một tiếng, bực bội nói. Muốn kiểm trắc thì nhanh chút. Cận vệ cũng hung hăng trừng đối phương một cái, thu lại lông vũ đang xù lên như gà chọi. Bọn họ đều biết quy định ở huyết yêu chi nhãn. Vừa nãy dựng lông vũ lên chỉ là một loại tư thái quý tộc, chứ không có ý cản trở đối phương kiểm trắc. Đa tạ ngài hiểu cho, hết thảy đều là vì thắng lợi vĩ đại. Ba tên sĩ quan lang tộc tiến lại, thả ra một khối ngọc bài ống ánh. Trên ngọc bài tuyên khắc một hình người mơ hồ, bề mặt hình người có một điểm sáng nhỏ, điểm sáng nhanh chóng di động tới từng bộ phận trên cơ thể để phòng ngừa nhân viên kiểm trắc thông đồng cùng người bị kiểm trắc, cho nên bộ vị lấy máu để thử là hoàn toàn bất kỳ, hiện tại ngay cả ta cũng không biết sẽ thu lấy huyết dịch của ngài từ nơi nào. Nếu chẳng phải động chạm đến bộ vị mẫn cảm, xin ngài hiểu cho. Tên sĩ quan nhã nhặn nói, cười khẽ một cái, sau đó mới vương móng tay về phía ngọc bài. Ba tên sĩ quan lan tộc cùng vương móng tay về phía ngọc bài, điểm sáng màu đỏ đang phi tốc di động trên hình người liền chậm rãi ngừng lại, nơi ngừng tại là gót chân trái. Đây là một vị trí cực chí mạng. Người đột nhập dù thế nào cũng khó mà có khả năng nghĩ đến dán một túi máu nơi gót chân. Ý cười trên mặt tên sĩ quan lang tộc càng thêm sáng lạn, hai mắt nhìn chầm chầm vào chân trái Lý Diệu, từng câu từng chữ nói. Phiền ngài từ từ gian ra hai tay và cánh. Ngàn vạn không được tiếp xúc cùng chân trái, sau đó chậm rãi nâng chân trái lên, trợ thủ của ta sẽ giúp ngài cởi giày trong mắt lý diệu như có thể phun ra phong bạo sắc mặt tái nhợt không nói nửa lời giang ra hai tay và cánh duỗi thẳng chân trái hai tên sĩ quan lang tộc còn lại tháo giày tháo với hắn ra mang tới một ống tim sáng lóa để tên sĩ quan lang tộc cầm đầu đích thân động thủ con sói và dạ một tay bưng ống tim một tay vân vê ông dính nước thuốc trừ độc trước là trà lau nơi gót chân lý diệu hai cái sau đó ngẩng đầu cười cười với hắn rồi đâm xuống nhanh như tia chớp vị trí hắn đâm cũng không phải nơi được trà lau nước thuốc khi trước, mà là bên cạnh nửa tất. Ngại quá, tay trượt. Sói già vẫy đuôi xin lỗi, vẻ ấy nấy cực chân thành, rút ra một giọt máu tươi, đưa lên dụng cụ kiểm tra. Nhịp thở lý diệu đột ngột trở nên dồn dập, lông vũ lần nữa dựng thẳng lên, lần này là hơn 40 phiến lông vũ, chứng tỏ hắn đang phẫn nộ tới cực điểm. Tên cận vệ cũng siết chặt nắm tay, hàm răng nghiến ken két. Ba tên sĩ quan lang tộc mỉm cười nhìn bọn hắn, móng vuốt đặt lên chui đao, ngón tay khẽ nhảy động. Binh sĩ bốn phía cũng đều ngừng thở, không khí phản phất như cứng lại. Tích tích. Thành phần huyết dịch nhất trí với bản mẫu, kiểm trắc thông qua, xác nhận thân phận là chuyên gia cấp một ngân huyết vũ tộc, kim chấn nghĩa. Thần sắc tên sĩ quan lang tộc vẫn không đổi, vẫn là nụ cười hòa ái, gặp người 90 độ, cúi đầu về phía Lý Diệu. Ngại quá, Kim Lão Sư, làm phiền ngài lâu như vậy, xin mời. Hừ. Lý Diệu rung cánh lên, nổi giận đùng đùng xoay người, đạp xuống bậc thềm. Trong lòng lại như trút được gánh nặng, thở vào một hơi nhẹ nhõm. Hắn và Kim Tâm Nguyệt nhiều lần suy diễn, đoán được ở thời khắc mấu chốt của kế hoạch xích triều, khâu kiểm trắc nhất định sẽ được thăng cấp toàn diện. Cho nên, không chỉ đơn giản là giấu một giọt máu tươi của Kim Chấn Nghĩa dưới lớp màng vân tay, mà ở trong cơ thể Lý Diệu cũng có bao nang tế bào đặc thù, trong đó cất giữ hơn 10 giọt huyết dịch của Kim Chấn Nghĩa. Phải biết trong người Lý Diệu còn có một tôn huyết sắc tâm ma. Đó nguyên vốn là đại hành gia thao túng huyết dịch, lợi dụng mạch máu co rút và khuếch trương, đưa bao nan huyết dịch đến các nơi quanh người chỉ là việc nhỏ. Chiêu trò của tên sĩ quan lang tộc quả thật rất thông minh, biểu tình cũng được khống chế rất hoàn mỹ. Chỉ là sơ hở lại nằm ở cái đuôi sau lưng hắn. Cái đuôi rung lên không được tự nhiên khiến cho Lý Diệu nhạy cảm nắm bắt được tâm tư hắn, một khi tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng, chiêu trò của hắn đương nhiên chạy không thoát pháp nhãn Lý Diệu, lập tức tính toán ra vị trí ống tim đâm vào, kịp thời chuyển máu tươi của Kim Chấn Nghĩa tới. Cho nên, thứ mà đối phương tự cho là thông minh thu thập được vẫn cứ là máu tươi của Kim Chấn Nghĩa, tất nhiên là có thể thông qua kiểm trắc. Giọt máu như vậy, ở trong cơ thể Lý Diệu còn cất giấu hơn 10 giọt, đủ để ứng phó kiểm trắc đột nhiên xuất hiện. Đám lang tộc này nhìn vũ tộc chúng ta không vừa mắt. Bật thềm lên xuống khẽ rung lên, nhanh chóng chìm vào lòng đất đen sì, tên cận vệ vẫn đang căm giận bất bình. Lan tộc và trùng tộc lãnh đạo huyết yêu giới gần ngàn năm, sớm đã quen với việc hết thảy đều do bọn hắn định đoạt. Với chúng, vũ tộc chúng ta hay hải tộc đều chỉ là phụ dung. Đây là lần đầu tiên có vũ tộc trở thành thống soái liên quân vạn yêu, đám nhãi ranh này không phục, Tự nhiên muốn trăm phương ngàn kế làm khó dễ chúng ta. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, đôi cánh rung lên, thoáng co rút lại, che lấy vành tai. Đây là biểu hiện lúc này tâm tình hắn rất tệ, không muốn nói gì. Trận vệ vội vàng im tiếng. Hai người không nói nửa lời, để mặt bậc thềm đưa xuống khu làm việc sâu dưới lòng đất cả ngàn thước. Vì giữ bí mật, cũng vì an toàn, pháp bảo đơn nguyên bất đồng lại đối ứng với khu làm việc bất đồng giữa phần lớn các khu vực đều không thể tự do lai vãng. Đối với Lý Diệu mà nói, điều này càng thuận tiện cho hắn lẳng lặng ẩn núp vào sâu trong hắc ám. Quả nhiên, trên đường bậc thềm chìm đến lòng đất. Trước mặt hai người bỗng xuất hiện một hành lang hẹp dài. Cửa lớn bằng đồng xanh tuyên khắc yêu văn hoa lệ phía cuối hành lang chậm rãi mở ra, từng đạo tiếng gầm đinh tai nhức ốc vọng tới, kéo theo đó là hơi nóng như lồng hấp, linh năng và yêu khí phóng xạ mãnh liệt khiến cho lý diệu dám chắc nơi đây chính là phòng hệ thống ổn định ở tầng dưới chót của siêu đại hình pháp bảo này lý diệu mặt trầm như nước trảo bước tiến vào tế bào não vận chuyển đến cực hạn ngàn vạn tin tức vẫn sức chờ phát động đây là một trận đánh bạc kinh tâm động phách hắn căn bản hoàn toàn không biết gì về tình hình trong phòng ổn định sẽ gặp phải vấn đề gì sẽ đụng phải người nào những người này nên xưng hô ra sao chức năng công tác bây giờ là gì khẩn trương, kích thích. Tâm tạng lý dịu nhịn không được bang bang, nhảy loạn. Một tên vũ tộc đầu trọc mập mạp nhìn như cú mèo tiến tới, cười hì hì chào hỏi với hắn, nhưng hai cánh ngắn phe phẩy nơi lưng lại biểu đạt tin tức không mấy hữu hảo. Lý chính chí, chuyên gia phù trận học vũ tộc, cũng đảm nhiệm công tác giảng dạy ở Học viện Thiên Vũ, lĩnh vực nghiên cứu tương đồng với Kim Chấn Nghĩa. Chỉ là khác biệt về quan điểm học thuật giữa hai người rất lớn, song phương từng nhiều lần công khai tranh luận quan hệ rất căng thẳng. Lúc này, tư liệu về các chuyên gia vũ tộc mà Kim Tâm Nguyệt sưu tập được trước đó trước đó liền phát huy tác dụng, Lý Diệu lập tức nhận ra thân phận con cú mèo này. Hắn bị cười thịt không cười bắt chuyện cùng đối phương, tuyệt đại bộ phận lông vũ đều thu về, chỉ có ba bốn sợi lông vũ nơi phần ngọn là tụ lại đung đưa về phía đối phương. Đây là một tư thế mang ý vị khiêu hấn. Chẳng qua như thế mới phù hợp tính cách Kim Chấn Nghĩa, cũng như quan hệ như nước với lửa của hai gã chuyên gia. Quả nhiên, Lý Chính Chí nhếch mép cười cười, quay người bỏ đi, không hề tiếp tục dây dưa cùng Lý Diệu, càng không nhìn ra đứa Kim Chấn Nghĩa này là hàng giả. Lý Diệu giành giật từng giây, thừa cơ quan sát toàn cảnh phòng ổn định. Phòng ổn định rộng chừng một sân bóng, cao tới hơn trăm mét, phần đỉnh lõm vào trong, phản phất một nồi sắt cực lớn lơ lửng trên đỉnh đầu. Lý Diệu suy đoán, trên đỉnh chính là đáy hồ bọn hắn đang ở ngay vị trí chính giữa dưới đáy hồ trên khung đỉnh tuyên khắc ngàn vạn tòa phù trận chằng chịt lại có đường ống phức tạp tùy theo bề mặt phù trận rủ xuống giống như một khu rừng nhiệt đới bằng sắt thép nằm ngược đường ống tạo thành dây leo kéo dài ra bốn phía cuối cùng chui vào vách tường và lòng đất ở bốn phía khung đỉnh đông nam tây bắc lần lượt được khảm nạm một tòa tháp làm lạnh hình con quay to lớn không gì sánh nổi bị vô số đường ống bao quanh xoay tròn với tốc độ mỗi phút hơn sáu nghìn vòng phần lớn tạp âm đinh tai nhức ốc là phát ra từ bốn tòa tháp làm lạnh này. Hiểu rồi. Lý Diệu nhìn lướt qua, trong lòng đại khái biết được, đây là một hệ thống ổn định bằng cách chuyển đổi nhiệt năng cực kỳ kinh điển. Đầu tiên là lúc tất cả phù trận trên đó vận chuyển, mọi tạp âm, chấn động và quan sóng dư thừa phát ra đều được chuyển hóa thành nhiệt năng. Sau đó lại dùng bốn tòa tháp làm lạnh này mang đi nhiệt năng. Thứ lưu động trong đường ống dăng khắp bốn phía là dung dịch làm lạnh, Lúc chảy qua tháp làm lạnh, dung dịch làm lạnh hấp thu lượng lớn năng lượng, bị đun nóng thành hơi nước, sau đó theo đường ống nối thẳng xuống lòng đất. Lý Diệu đoán chừng, ở sâu dưới lòng đất còn có một con sông ngầm, lần nữa chuyển hóa hơi nước thành dung dịch làm lạnh, sau đó tái tuần hoàn sử dụng, hoặc là xả thẳng vào sông ngầm dưới đất. Thông qua phương thức làm lạnh không ngừng tuần hoàn này, năng lượng dư thừa sẽ được xử lý ở mức tối đa, đảm bảo cho tính ổn định của huyết yêu chi nhãn. Nếu như có thể đánh sụp những tháp làm lạnh này. Lý Diệu tâm tư điện chuyển, căn cứ hết thảy những gì mình được chứng kiến, cùng với kết cấu phù trận và pháp bảo ở đơn nguyên hạch tâm mà mình suy diễn, hắn sơ bộ đoán ra được, đơn nguyên trung tâm cũng là truyền tống trận chủ chốt của huyết yêu chi nhãn hẳn sẽ nằm trên đỉnh đầu cách chỗ hắn đang đứng vài trăm mét. Trong phòng ổn định có tổng cộng hơn 20 nhân viên công tác, tất cả đều không phải nhân viên chiến đấu. Ngoài ra còn có 6 tên bảo tiêu hoặc hộ vệ, đẳng cấp cùng lắm là yêu tướng, chỉ cần sớm tính toán ra lộ tuyến công kích, ta có thể giải quyết tất cả mọi người ở đây trong vòng 2 giây. Mặt ngoài bốn tòa tháp làm lạnh đều được mắc nối phụ trận phòng ngự, nhưng không thể chống chịu được một kích toàn lực của ta. Vấn đề là, dù đánh sụt bốn tòa tháp làm lạnh này, tối đa chỉ khiến cho nhiệt độ đơn nguyên trung tâm lập tức tăng vọt, chưa hẳn có thể hủy diệt toàn bộ hệ thống. Đơn nguyên trung tâm nhất định còn có phương thức ổn định và hạ nhiệt độ dự phòng. Lý Diệu trầm ngâm, nhãn châu xoay động, đã có cách xử lý. Khi hiện tượng ba vệ tinh thẳng hàng xảy ra, lực hút thủy triều đạt tới lớn nhất, nhiệt độ đơn nguyên trung tâm cũng sẽ tăng lên điểm cao nhất, cần tháp làm lạnh toàn lực vận chuyển để hạ nhiệt độ. Nếu khi đó đồng loạt đánh sụp bốn tòa tháp làm lạnh, nhiệt độ đơn nguyên trung tâm sẽ lập tức tăng vọt đến một mức khó có thể tiếp nhận, có lẽ sẽ lên tới 3-4 ngàn độ. Giống như là một lò nước thép cực nóng. Tất nhiên, đơn nguyên trung tâm nhất định là được luyện chế từ tài liệu chịu nhiệt chịu áp đặc thù, có lẽ còn trộn lẫn tinh hạch yêu thú hệ hỏa, trong mấy giây ngắn mũi tuyệt không khả năng đốt xuyên nó được. Trong khi tối đa là sau khoảng 2 đến 3 giây, hệ thống ổn định dự phòng sẽ kịp hoán đổi, hạ nhiệt độ cho đơn nguyên trung tâm. Trong quá trình này, thậm chí không cần đình chỉ truyền tống trận vận chuyển. Dù đang tiến hành truyền tống số lượng lớn cũng sẽ không bị quấy nhiễu. Chẳng qua, nếu trong thời gian mấy giây ngắn mũi đó lại ném vào trong đơn nguyên trung tâm thêm mấy tạc đạn tinh thạch thì sao? Giữa đơn nguyên trung tâm và phòng ổn định tối đa cách khoảng mấy trăm mét, giữa chúng còn được nối liền bởi đủ loại đường ống linh năng và đường ống làm lạnh, chứ không phải kín không kẻ hở. Lý Diệu có mũi khoan huyền quang, còn có tế bào nhân diệt pháo bản thăng cấp, cách mấy trăm mét quanh ra một lỗ thủng không phải là điều không khả năng. Hơn nữa thứ Lý Diệu chuẩn bị đánh vào đơn nguyên trung tâm là tạc đạn băng tinh uy lực cực mạnh, bên trong ẩn chứa u lam băng tinh được áp suất đến cực đại. Trong quá trình từ thể rắn chuyển thành thể lỏng, rồi lại từ thể lỏng chuyển hóa thành thể khí, thể tích sẽ bành trướng gấp bối. Loại u lam băng tinh mà Lý Diệu sử dụng này, lúc từ trạng thái băng tinh cố định hóa thành trạng thái khí u lam băng vụ, thể tích thậm chí bành trướng lên gấp vạn lần. Một khi u lam băng tinh ở nhiệt độ cực thấp tiếp xúc đến đơn nguyên trung tâm mấy ngàn độ, trong vòng 0,01 giây thể tích sẽ bành trướng hơn 1.000 lần, khi đó sẽ như thế nào khi đó sẽ hệt như cầm một khối băng cực lớn ném vào trong nước thép nóng trực là một trường tai nạn không thêm không bớt cứ làm như thế lý diệu liếm liếm miệng môi hai mắt gần như hóa thành hai khối cầu sắt nung đỏ bình sinh hắn thả ra vô số tạc đạn tinh thạch nhưng đây sẽ là lần hoa lễ nhất đồ sộ nhất điên rồ nhất lão sư chính lúc đang tự nghĩ trong đầu chợt có mấy tên nhân viên công tác từ đằng xa chạy tới chào hỏi Thanh niên Vũ tộc đi đầu tất cung tất kính nói. Bọn họ đều đã biết tin tức Kim Chấn Nghĩa tẩu hỏa nhập ma, thế là mới chạy lại hỏi han. Tinh quang chợt lóe trong mắt Lý Diệu. Hắn nhận ra người thanh niên này. Trong cơ sở dữ liệu do Kim Tâm Nguyệt cung cấp có tin tức về người thanh niên này. Hắn tên Ô Đạt Uy, là học sinh được Kim Chấn Nghĩa coi trọng nhất trong học viện Thiên Vũ, xem như là đệ tử thân truyền. Có điều mấy tên nhân viên công tác theo đằng sau thì Lý Diệu không gọi được ra tên. Hơn nữa, cơ cấu làm việc trong phòng ổn định này rốt cục như thế nào, mình phải gánh vác chức trách gì, kế tiếp nên phải làm sao. Những vấn đề này mà không được giải quyết thì hắn sẽ lộ tẩy ngay. Mấy tên cận vệ và hộ vệ vẫn đang ngồi quanh bốn góc phòng, mắt đăm đăm nhìn bọn hắn. Cách thời điểm xảy ra hiện tượng ba vệ tinh thẳng hàng ít nhất cũng còn một ngày, giờ lực hút thủy triều mà huyết yêu chi nhãn hấp thu còn chưa đủ. Lúc này dù Lý Diệu có khống chế tất cả mọi người ở đây, banh tạc đạn băng tinh vào đơn nguyên trung tâm, thì nhiệt độ ở đơn nguyên trung tâm vẫn chưa đủ cao, không khả năng tạo thành tổn hại chí mạng, đối phương hoàn toàn có thể khôi phục khẩn cấp trong một ngày còn lại. Cho nên, hắn tất phải ngụy trang thành kim chấn nghĩa, sống qua ở chỗ này một ngày. Bá Sắc mặt Lý Diệu lập tức trầm xuống, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chầm chầm tên, đệ tử. Trên trán ô đạt uy ứa ra mồ hôi lạnh, lắp bắp nói. Lão lão sư, nghe nói buổi sáng ngài tẩu hỏa nhập ma, không biết giờ. Đừng có nói nhảm. Lông vũ lý diệu lại dương lên, trung động dồn dập, bộ dạng trách cứ. Vì sao lại kích phát vạn nhận huyền băng trận ở tổ phù trận số 4 tới cực hạn? Nhìn, huyền quang phóng ra tận hơn một thước, tranh giới mờ hết cả, đây là dấu hiệu phù trận không ổn định. Không sai, làm vậy đúng là có thể giúp hiệu suất làm lạnh tăng thêm 3% trở lên, hoặc nhìn cũng sẽ không có chút bất ổn nào. Nhưng mà, các ngươi có nghĩ đến khả năng xảy ra địa chấn không? Ba vệ tinh sắp thẳng hàng, lực hút thủy triều sắp được kích phát đến cực đại, sức hút ở vùng này sẽ vượt xa hẳn lúc bình thường. Dù chỉ có tỷ lệ một phần ngàn dẫn lên vỏ quả đất biến động, nhưng lỡ vạn nhất trúng vào chúng ta thì sao? Ta dạy ngươi thế nào? Dù là nhân tố ngoài ý nhỏ bé nhất cũng đều phải được cân nhắc cẩn thận. Nếu ngươi cứ phải muốn ép khô tiềm lực tổ phù trận số 4, vậy ít nhất phải liên kết tổ phù trận số 6, số 7 và số 8 thành một mạch kính an toàn. Vạn nhất tổ phù trận số 4 thật sự xuất hiện tình trạng quá tải, thì cũng tiện dẫn năng lượng dư thừa vào trong mạch kính kia. Đây là nguyên lý dùng 4 tổ phù trận để phân tán nguy hiểm của một tổ phù trận. Chuyên đơn giản như vậy còn cần chính mùng ta nói ư. Ô Đạt Uy bị Lý Diệu quở trách cho mặt đỏ đến mang tai, cánh rụt trả lại, liên tục gật đầu. "Vâng, vâng, để ta đi xử lý." "Hừ." Lý Diệu hung hăng trừng tất cả mọi người còn lại một lượt. "Ta chỉ mới tới muộn một lúc, nhìn xem các ngươi làm ra chuyện gì đi." Ai nấy đối mắt nhìn nhau, tất cả đều sút cổ lại. Mọi người đều biết tính tình Kim Chấn Nghĩa không tốt lắm, lại vừa mới tẩu hỏa nhập ma, tâm tình chắc đang rất tệ hại ai cũng không muốn chọc hắn vào lúc này. Lý Diệu sụ mặt, lạnh lùng nói: "Các ngươi lấy nhật ký công tác ra đây, ta muốn nhìn xem, từ tối hôm qua đến bây giờ, các ngươi còn làm ra bao chuyện tày trời nữa." Toàn bộ nhân viên công tác đều ngoan ngoãn giao ra nhật ký công tác, sau đó liền bị Lý Diệu xua đuổi về cương vị làm việc. Lúc này Lý Diệu mới ngồi xuống vị trí dành cho kim chấn nghĩa. Kim chấn nghĩa tất nhiên cũng có nhật ký công tác nhưng toàn bộ số nhật ký công tác của hắn đều có mật mã. Lúc Kim Chấn Nghĩa bị hắn giết chết, thời gian quá gấp gáp, căn bản không kịp đi ra hỏi mật mã. Cho nên hắn đành phải dùng cách này, thông qua xem xét nhật ký công tác của nhân viên công tác, từ đó chấp phá ra tình hình làm việc ở phòng ổn định, cùng với chức trách của Kim Chấn Nghĩa. Bá 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 bá. Lý Diệu dán từng tấm từng tấm ngọc giảng lên trán. Ngọc giảng mà yêu tộc sử dụng không khác ngọc giảng nhân tộc là mấy, chỉ là ở phương thức truyền thâu lại hơi có bất đồng, thông qua cộng hưởng sóng điện não để trực tiếp truyền thâu, tuy tốc độ hơi chậm, được cái tính kháng nhiễu càng mạnh, càng thêm ổn định. Một hơi xem xét hơn 10 tấm trong ngọc giảng nhật ký công tác, Lý Diệu mỉm cười, trong lòng đã nắm bắt phần nào. Hắn đại khái hiểu được kết cấu chỉnh thể của phòng ổn định, cùng với phạm vi công tác của đa phần nhân viên ở đây. Kim Chấn Nghĩa và Lý Chính Chí đều là chuyên gia phù trợ học của vũ tộc, ở lĩnh vực ổn định học và kim dung tính có tạo nghệ rất cao, ở nơi đây bọn hắn là chính phó chủ quản. Cơ cấu tầng dưới chót huyết yêu chi nhãn có tổng cộng 4 bộ phương án ổn định, hai người mỗi bên phụ trách hai bộ. Trước mắt đang vận hành là phương án số 1, lấy ý tưởng của Kim Chấn Nghĩa làm chủ, Lý Chính Chí là trợ thủ của hắn. Nếu xảy ra sự cố, phương án số 1 mất đi tác dụng, như vậy lập tức sẽ đổi thành phương án số 2 do Lý Chính Chí làm chủ đọa Mặt khác, vạn nhất người chủ đạo xảy ra điều gì ngoài ý, tỉ như buổi sáng hôm nay Kim Chấn Nghĩa tẩu hỏa nhập ma, như vậy, chuyên gia ổn định còn lại phải kịp thời tiếp nhận toàn bộ công tác, tương đương với chủ quản dự khuyết. Dùng phương thức hai chủ quản, bốn phương án bảo đảm cho phòng ổn định vận hành suôn sẻ. Thì ra là thế, tuyệt đại bộ phận công tác chạy thử đã được hoàn thành, kế tiếp không có công việc nào phức tạp cả, chỉ cần ngồi ở chỗ này giám sát toàn cục là được. Quá tốt, Phương án ổn định số 1 của Kim Chấn Nghĩa quả nhiên không chọn dùng ý tưởng phù trận hay linh văn hảo huyền nào, tất cả chi tiết ta đều có thể hiểu. Thật là trời cũng giúp ta, hành động lần này thật sự quá thuận lợi, quá hoàn mỹ. Đồng tử Lý Diệu đột nhiên co rụt lại, ẩn ẩn sinh ra cảm giác nguy hiểm. Không hay. Căn cứ kinh nghiệm chiến đấu 10 năm thì thấy, mỗi lần đáy lòng ta thở vào một hơi nhẹ nhõm, cảm thấy nhiệm vụ nào đó đặc biệt thuận lợi, khả năng hoàn thành đặc biệt cao, thì đều sẽ xảy ra một ít biến cố không ngờ tới. Hệt như trong tối tâm, số mệnh của ta rất thích chơi khăm vào những giờ phút then chốt sau cùng. Cho nên, ta ngàn vạn không thể kinh thường, càng không thể nảy sinh suy nghĩ quá thuận lợi, quá hoàn mỹ. Không sai, ta nhất định phải thôi miên chính mình, phải cho chính mình tin tưởng, nhiệm vụ lần này thật sự quá gian khổ, quá phức tạp, quả thực nguy cơ tứ phía, sát cơ trùng trùng, còn có vô số gian nan hiểm trở chờ ta. Đúng lúc này. Oanh! Mấy chục tòa phụ trận trên đỉnh phòng ổn định đột nhiên tản mát ra quang mang chói mắt, giống như chợt bị đun nóng đến trên ngàn độ, sau đó đồng loạt nổ tung trong tiếng ầm vang liên tiếp. Không phải đâu. Lý Diệu trợn mắt há mồm, số mệnh mình đúng là quá mức quá dị đi, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt đều phải xảy ra biến cố nào đó, vì sao hệ thống ổn định đang vận hành bình thường lại đột nhiên xảy ra vấn đề, còn có năng lượng ba động bất thình lình kia nữa, rốt cục là chuyện gì? Mắt thấy tốc độ xoay tròn của bốn tòa tháp làm lạnh càng lúc càng nhanh, tiếng nổ vang phát ra cũng càng lúc càng mãnh liệt, nhiệt độ trong phòng ổn định thoáng chốc tăng cao 10 độ, không ít đường ống dung dịch làm lạnh rung động không thôi. Giống như trên đầu đang bạo phát một cơn địa chấn nhỏ vậy. Tất cả phù trận tuyên khắc trên khung đỉnh đều lập lòe lúc sáng lúc tối, khi thì thả ra vần sáng gai mắt, khi thì biến thành tối đen như mực, như là nuốt ngập hết toàn bộ ánh sáng. Tổ phù trận số 1 quá tải. Tổ phù trận số 3 quá tải. Tổ phù trận số 4 quá tải, đã đến giới hạn chuẩn bị sụp đổ. Tất cả nhân viên công tác đều đầm đìa mồ hôi, bận rộn xuyên thoa giữa từng tổ phù trận nhỏ nhắn, không ít vũ tộc gian cánh bay lên mái vòng, xoay chuyển bay lượn trong không gian nhỏ hẹp, mạo hiểm lao đầu vào hơi nước nóng trực, khẩn cấp sửa chữa từng tòa phù trận sắp mất đi khống chế. Hệ thống ổn định không ổn định chút nào lý diệu nắm chặt lấy ô đạt uy nghiến răng nghiến lợi nói rốt cục đã xảy ra chuyện gì sắc mặt ô đạt uy cũng trắng bệch run rẩy nói ngày hôm qua ngày hôm qua chẳng phải đã thông báo hôm nay muốn tiến hành một lần thử nghiệm giới hạn áp lực lý diệu hơi ngớ sau đó lập tức hiểu ra hệ thống pháp bảo lớn như huyết yêu chi nhãn sau khi hoàn thành cải tạo thì đều phải trải qua vô số lần thử nghiệm áp lực bởi vì lực hút thủy triều mà hiện tượng ba vệ tinh thẳng hàng dẫn phát có thể lớn có thể nhỏ trước khi nó thực sự diễn ra ai cũng khó có thể dự đoán chính xác lực hút thủy triều rốt cục sẽ mạnh tới đâu lúc phát động huyết yêu chi nhãn sẽ truyền tống được bao nhiêu chiến sĩ tới thiên nguyên cho nên trước phải mô phỏng ra các loại trạng thái giới hạn tiến hành thử nghiệm đối với trọn cả hệ thống xác định nhân số hoặc tải trọng truyền tống lớn nhất có thể nếu đã là trạng thái giới hạn Tự nhiên sẽ tạo thành áp lực rất lớn với hệ thống ổn định, tương đương với một lần diễn tập thực tế. Chẳng qua, dù là thử nghiệm áp lực cũng không khả năng gây nên địa chấn gây gớm thế này. Ánh mắt sắc bén của Lý Diệu khẽ quét qua trên mái vòng phòng ổn định, tập trung vào một tòa phù trận không chút thu hút trong góc, Cao Mày nói. Tòa Tam Nguyệt Đồng Huy Trận kia là sao? Tần suất cộng hưởng hình như tăng lên 15% mỗi một chuyên gia phù trận đều có phong cách chế phù và bày trận của riêng mình phong cách kim chấn nghĩa thiên về bảo thủ trong tòa phù trận được điều chỉnh tương đối cấp tiến này lại được xen vào rất nhiều phù trận bảo thủ ở trong mắt cao thủ như lý diệu chẳng khác gì trên một bức tranh sơn thủy đen trắng đột nhiên xuất hiện một cung nữ được vẽ màu diêm dúa ô đạt uy dè giặt nói đó đó là của lý chủ quản chẳng phải lúc sáng lão sư bị tẩu hỏa nhập ma đưa vào bệnh viện ư dựa theo điều lệ Hết thảy sẽ chuyển sang cho Lý chủ quản tiếp nhận Hắn cân nhắc đến giữa trưa phải tiến hành trắc thí áp lực Cho nên tiến hành một ít điều chỉnh đối với hệ thống ổn định Hả? Lý Diệu hít mắt lại Vội vàng chạy đến trước sinh hóa não Cắm hai dây thần nhân tạo lên huyệt thái dương Bá 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 Trước mắt hắn lập tức xuất hiện một mảnh số liệu và tin tức khổng lồ Hai hàng lông mày Lý Diệu càng lúc càng nhíu chặt Mắt liếc phó chủ quản lý chính trí chí phía xa xa một cái con cú mèo tròn vo kia nhếch miệng cười cười với hắn giữa hai hàng lông mày không che giấu được vẻ đắc ý. nháy mắt lý diệu liền rõ ràng tâm tư trong đầu lý chính chí kim chấn nghĩa và lý chính chí đều là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phù trận ổn định ở huyết yêu giới địa vị của hai người tại học viện thiên vũ cũng không phân cao thấp về mặt học thuật lại càng đối chọi gay gắt quan hệ chẳng mấy hòa thuận kết quả khi đến huyết yêu chi nhãn Lớp trên lại chọn dùng phương án ổn định của Kim Chấn Nghĩa làm ưu tiên hàng đầu. Để Kim Chấn Nghĩa đảm nhiệm chủ quản phòng ổn định, còn Lý Chính Chí chỉ là phó chủ quản, còn là dự khuyết của Kim Chấn Nghĩa. Lý Chính Chí tự nhiên ghi hận trong lòng. Vừa khéo, hôm nay phải tiến hành một lần thử nghiệm giới hạn áp lực cuối cùng trước khi huyết yêu chi nhãn chính thức phát động. Khăng khăng đúng lúc này Kim Chấn Nghĩa lại tẩu hỏa nhập ma, bị đưa vào bệnh viện. Đối với Lý Chính Chí mà nói đây chẳng phải cơ hội trời ban ư? Dựa theo điều lệ, lúc chủ quản không có mặt, sẽ do phó chủ quản chủ trì đại cục, Lý Chính Chí tự nhiên có quyền tiến hành điều chỉnh nhỏ đối với hệ thống ổn định, hơn nữa Lý Chính Chí biết trị liệu tẩu hỏa nhập ma sẽ mất bao nhiêu thời gian, chờ lúc Kim Chấn Nghĩa trở lại cương vị công tác, thử nghiệm giới hạn áp lực cũng đã bắt đầu. Vì vậy, từ tin tức Lý Diệu nắm giữ được thì có thể thấy, đứa này đã động tay động chân ở một số vị trí không quá thu hút nhưng lại có vai trò rất quan trọng hắn điều chỉnh tần suất hình thức tuần hoàn linh năng của những phù trận quan trọng này sang trạng thái khá là cấp tiến nếu chọn bộ hệ thống đều dùng ý tưởng cấp tiến để chạy thử có lẽ sẽ không có vấn đề quá lớn nhưng đại bộ phận kết cấu đều chọn dùng lý niệm thiết kế tương đối ổn thỏa chỉ có một số rất ít là cấp tiến lúc vận hành ở cường độ cao lập tức sẽ sinh ra hiện tượng mất cân đối dẫn tới ảnh hưởng tính ổn định của toàn bộ hệ thống Lý Chính Chí là cao thủ trong lĩnh vực này, hắn động tay chân, người ngoài tự nhiên nhìn không ra, có lẽ còn cảm thấy sau khi được hắn điều chỉnh, tính ổn định của hệ thống được tăng lên. Chỉ chuyên gia kỹ thuật ở phương diện này như Lý Diệu mới có thể liếc mắt liền nhìn ra sơ hở. Cuối cùng, quả nhiên đã xảy ra vấn đề. Mục đích của hắn. Lý Diệu tâm tư điện chuyển, lập tức nghĩ thông. Quá rõ ràng, Lý Chính Chí cố ý muốn phá hư phương án ổn định số 1 để phương án ổn định số 2 của hắn được chọn dùng. Nếu hôm nay trong thử nghiệm giới hạn áp lực, phương án ổn định số 2 của hắn được chọn dùng làm chủ đạo, hơn nữa thuận lợi thông qua, giờ chỉ còn lại một ngày, chắc chắn sẽ không khả năng đổi về phương án số 1 nữa. Như vậy, lúc huyết yêu chi nhãn chính thức phát động, Lý Chính Chí sẽ trở thành người chủ đạo ở phòng ổn định, thậm chí trong tương lai sẽ giúp hắn đặt chân tới địa vị chuyên gia cao nhất ở lĩnh vực ổn định phù trận nghĩ thông suốt tiền nhân hậu quả lý diệu lập tức sinh ra cảm giác dở khóc dở cười không ngờ mình sắp đặt chu đáo như thế cuối cùng vẫn xảy ra biến cố vì tranh đấu của hai gã học giả kể ra chuyện này cũng do hắn nếu không phải vì thay mận đổi đào kim chấn nghĩa căn bản sẽ không tẩu hỏa nhập ma như thế thì làm gì có cơ hội cho lý chính chí phá hoại chỉ là nếu hắn không giả mạo kim chấn nghĩa thì sao lẻn vào đây được đây là một bế tắc khó giải bắt đầu từ khi hắn lựa chọn kim chấn nghĩa làm mục tiêu, kết quả chú định sẽ như vậy. Hay là, cứ để con cú mèo này đắc xính cho rồi. Lý Diệu không phải kim chấn nghĩa, hắn không quan tâm rốt cuộc sẽ do ai chủ đạo phương án. Dù có chọn dùng phương án ổn định số 2, hắn cũng sẽ một mực ở lại trong phòng ổn định, chờ đến lúc phát nổ. Chỉ là... Không được. Dựa theo biên độ chấn động trước mắt thì thấy trong 3 phút nữa sẽ có 15 đường ống làm lạnh bị chấn đứt. Trong đó, huyết vũ dịch cỡ ống làm lạnh số 9 và tiên la thủy cỡ ống làm lạnh số 14 số 1 khi bạo lộ trong không khí, hỗn hợp vào nhau, lập tức sẽ biến thành độc khí có tính ăn mòn đối với trung khu thần kinh. Phương án số 2 của Lý Chính Chí ta có xem qua. Dù thay vào cũng không khả năng ngăn được những ống làm lạnh này đứt gãy. Một khi hít vào độc khí, tuy không chí mạng, nhưng sẽ tạo thành tê liệt đối với trung khu thần kinh đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều bác sĩ chạy tới đây tiến hành kiểm tra toàn diện đối với tất cả mọi người đặc biệt là kiểm tra đại não lý diệu là giả mạo đại não hắn hoàn toàn khác hẳn đại não kim chấn nghĩa tuyệt đối không khả năng qua mặt được kiểm tra toàn diện lần này đúng là bị con cú mèo kia hại chết lý diệu hung hăng trừng lý chính chí một cái hận không thể một tay đập tên đầu trọc kia thành bánh thịt lý chính chí vẫn không biết đại họa chuẩn bị lâm đầu tiến lên hai bước, cười tủm tỉm nói. Kim chủ quản, phương án ổn định số 1 có vẻ không chịu được nữa, có phải nên chuyển sang phương án số 2 rồi không? Chờ một chút. Lý Diệu hai mắt đỏ hồng, cơ lưng rộng kéo căng, dựng lên trên trăm sợi lông vũ, đằng đằng sát khí nói. Hô hấp dùng dập, sâu trong não vực hắn tính toán suy diễn vô số lần, một khi trong phòng ổn định tràn ngập độc khí, hắn căn bản không tìm được lý do thích hợp để trốn tránh kiểm tra toàn diện. Cách duy nhất là kiên trì phương án số 1 tới cùng, không cho đường ống làm lạnh nổ tung. Tổ phù trận số 1 và số 3 duy trì cường độ vận hành 110%. Triệt để tắt đi tổ phù trận số 4. Dùng thiên chức thủy và nguyễn hương dịch để làm lạnh, qua 15 giây lại lần nữa khởi động, sau đó duy trì vận hành ở cường độ 60%, nó chịu đựng được. Toàn bộ tổ phù trận số 9 đến số 12 chuẩn bị. Tiến hành thử nghiệm ổn định đối với đơn nguyên trung tâm. Lý Diệu dùng sức vung vẩy cánh, ban bố từng đạo mệnh lệnh. Ô Đạt Uy chần chờ nói, "Nhưng mà, tổ phù trận số 9 đến số 12 đều dùng để ổn định và làm lạnh cho trung tâm điều khiển." "Không cần để ý trung tâm điều khiển." Lý Diệu hung hăng nói. "Dù tạm thời đình chỉ làm lạnh với trung tâm điều khiển, cùng lắm là chỉ khiến nhiệt độ nơi đó tăng lên mấy chục độ thôi, trong phòng điều khiển toàn là cao thủ, bọn họ chịu được." đợi đến lúc thiết bị và não sinh hóa trong phòng điều khiển sắp không chịu được thì chúng ta đã hoàn thành sửa chữa, đến lúc đó lại đổi trở về. Nhanh! 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 Lý Diệu Đích thân ra tay tham gia sửa chữa, chỉ lệnh liên tiếp được đưa ra, thậm chí trực tiếp tiến hành thay thế mấy tòa phù trận đã quá nóng. 5 phút đồng hồ 10 phút đồng hồ Đường ống làm lạnh không bị nổ 15 phút 20 phút tiếng gầm dần dần lắng xuống chấn động từ từ ổn định phản phất như một đám ngựa hoang thoát cương lần nữa bị kéo về quỹ đạo phương án ổn định số một vẫn kiên trì chịu đựng được trong thử nghiệm không hề sụp đổ hô lý diệu thở vào một hơi nhẹ nhõm đặt mông ngồi xuống trên ghế thử nghiệm giới hạn áp lực đã xong ô đạt uy hưng phấn nói lúc này sức chịu đựng cực hạn của huyết yêu chi nhãn lại tăng lên năm phần trăm trong khi đơn nguyên ổn định của chúng ta rõ ràng không sụp đổ, thậm chí không cần dùng đến phương án dự phòng, mặt trên hẳn sẽ rất hài lòng với biểu hiện của chúng ta. Lão sư, ngài quá thần kỳ. Lý Diệu mỉm cười, hắn tự thân ra tay, có lý nào lại sụp đổ? Giờ thì tốt rồi, cửa ải khó cuối cùng đã bị hắn giải quyết, kế tiếp hẳn là một mảnh bằng phẳng, không có vấn đề gì nữa đâu. Ô Đạt Uy tiếp tục tiếp thu tin tức từ phòng điều khiển, đột nhiên hai mắt sáng bừng lên, hô to nói lão sư biểu hiện của chúng ta trong thử nghiệm vừa rồi thực sự quá xuất sắc ngay cả thống soái cũng chú ý tới chúng ta hiện tại thống soái đang chờ gặp ngài trong phòng điều khiển lý diệu nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha